Y đạo quan đồ. Chương 106, lưu manh chính trị. Đúng, Phương Văn Nam Thiên Đinh Vạn Trúc nói, làm cho tiểu tử này không nên nói lung tung, không có quan hệ tới chúng ta. Đại ca, đêm nay khách sạn chúng ta bị bắt. Ngươi không cần phải quản, việc này để ta lo liệu. Phương Văn Đông nghe đại ca hắn nói vậy trong lòng cũng yên ổn một chút, đứng dậy cáo từ rời đi. Sau khi hắn rời đi rồi, Tô Tiểu Hồng mặc bộ áo ngủ hồng nhạt huyền chuyển đi từ phòng ngủ ra, tiến tới sau lưng Phương Văn Nam ôm lấy cổ hắn nũng nịu nói: "Ngươi chẳng cho người ta ngủ gì cả, cả buổi tối cứ điện thoại với tiếp khách, thật là đáng ghét quá đi." Phương Văn Nam kéo tay nàng ngồi xuống cạnh hắn. Tô Tiểu Hồng ôm cánh tay hắn nũng nịu nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Phương Văn Nam gật đầu nói: "Điền Văn Long dẫn người tới động kích thế hào thịnh thế, không ít nữ nhân bị bắt, xem chừng là muốn gây khó dễ kinh doanh ta đây." Tô Tiểu Hồng nhìn bức thư trên bàn có chút khó hiểu nói, bình thường quan hệ ngươi và bọn họ coi như không sai, lần này xảy ra chuyện có phải định kiếm chắc từ trên người chúng ta cái gì? Audio điện tử võ tấn bền Phương Văn Nam lắc đầu Tô Tiểu Hồng nằm trong lòng hắn ôn nhu nói, có cần ta đi tìm Hồng Bí Thư nói vài câu hay không? Phương Văn Nam lắc lắc đầu, giờ muộn rồi, có chuyện gì mai hãy bàn. Sáng sớm hôm sau, Phương Văn Nam đi tới phòng tiếp khách thị chính Giang Thành, là một thương nhân có tiếng tăm ở địa phương, hắn đi tới đâu thì sẽ là điểm chú ý của mọi người tới đó. Đi vào ngồi chờ trong phòng khách, lần đầu tiên hắn không có cái cảm giác lo lắng nhiều như thế này, hắn thực sự cho rằng cố minh kiện đối phó không khó, cái loại con em cán bộ cấp cao như thế này hắn gặp không phải là ít, mặc dù tài năng không có bao nhiêu nhưng lòng ham muốn thì lại rất lớn, hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng xuất ra một món lớn rồi. Cố Minh Kiện vừa đã nhận được điện thoại của Phương Văn Nam, nên đang ngồi trong phòng đợi hắn. Phương Văn Nam mang đến một cái hộp quà, biểu thị sự thăm hỏi đối với Cố Minh Kiện. Xong Phương cùng ngồi xuống, lúc này Phương Văn Nam ra vẻ ái náy nói, Cố Tiên Sinh, tối qua để phát sinh chuyện tại bãi đỗ xe của Đế Hào Thinh Thế thật là ái náy quá. Thân là lão bản của Đế Hào Thịnh Thế, ta đã không thể bảo hộ sự an toàn của khách nhân, để cho sự an toàn về thân thể và tài sản của khách nhân bị ảnh hưởng đó là lỗi của ta. Ngươi yên tâm, tất tổn hại sẽ do đế hào thịnh thế bồi thường. Thái độ của hắn có thể nói là cực kỳ thành khẩn. Cố Minh Kiện cười lạnh, vậy còn chuyện ta bị đánh thì sao? Phương Văn Nam vẫn lịch sự tươi cười, cố tiên sinh, tình huống đã được điều tra rõ ràng, người tấn công người cũng là khách nhân tới đế hào thịnh thế. Bọn họ đã đầu thú và khai rõ sự việc, thật sự chúng ta cũng không có chút liên hệ nào trong chuyện đó. Trốn tránh trách nhiệm, rõ ràng là trốn tránh trách nhiệm mà. Cố Minh Kiện đương nhiên hiểu được Phương Văn Nam đang cố tình tìm cách giảm trách nhiệm của hắn xuống thấp nhất. Cố Minh Kiện có chút khó chịu nhíu mày nói, nếu Phương Tổng nói như vậy thì ta cũng không thể làm khó Phương Tổng được, vậy có lẽ chuyện này cứ giao cho bên cảnh sát xử lý đi nhỉ. Phương Văn Nam minh bạch cách nói chuyện của mình đã làm vị đại công tử này khó chịu, hắn vội mỉm cười nói tiền bồi thường thuốc men sen cố tiên sinh cứ tùy ý lấy một con số. Cố Minh Kiện thở dài nói, ta nghe nói đế hào thịnh thế các ngươi đã tạm ngừng kinh doanh nghe đồn là bên trong có kinh doanh một số hoạt động phi pháp bây giờ muốn triển khai lại xem chừng cũng hơi khó đây phương tổng nói lời người không thích nghe ta xem tốt nhất là nên đam bán lại chứ cứ để không như thế tiền đâu mà duy trì phương văn nam nhất thời ý thức được cố minh kiện đối với đế hào thịnh thế bất quá hắn không dám kết luận lẽ nào tiểu tử này nhìn chúng sản nghiệp của mình cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ là trương dương tay cầm một tờ báo bước vào hắn tươi cười nói minh kiện chuyện hay a à? chuyện ở đế hào thịnh thế hôm qua lên báo rồi đây này. Lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh cũng bắt đầu rồi. Phương Văn Nam lạnh lùng nhìn thanh niên đi vào này, tối qua sau khi hỏi thăm rõ ràng tình hình hắn cũng biết sơ bộ, tên thanh niên nhân này tên gọi là Trương Dương. Phương Văn Nam trước giờ chưa hề nghe qua cái tên này bao giờ, thân là một thương nhiên có tiếng tăm, Phương Văn Nam cũng rất hay quan tâm với các chuyện trên chính đàn, nhưng đương nhiên đều là tập trung trên thượng tầng Giang Thành, đối với một cái tên cán bộ phó ban ở Xuân Dương thì đương nhiên chẳng thèm để ý. Thế nhưng khi hắn tĩnh tâm lại nghe ngóng chuyện tình thì hắn phát hiện thằng nhãi này rất không tầm thường. Sự tình tối qua phát sinh tại đế hào thịnh thế, hắn cũng vừa khít có mặt ở đó, qua thái độ vừa rồi của cố Minh Kiệt, Phương Văn Nam thậm chí còn nghi ngờ rằng đây là một kế hoạch được dự trì tỉ mỉ mà chắc chắn có liên quan tới tên tiêu tử Trương Dương này. Trương Dương cũng đã để ý thấy Phương Văn Nam, Vị hội trưởng thương hội Giang Thành này biểu hiện ra hết sức bình tĩnh, không có chút vẻ gì lo lắng hay phẫn nộ. Có người nói tâm tính cũng có một phần dẫn tới thành công, kể cũng đúng, tùy theo mỗi con đường khác nhau mà tâm tính phải phù hợp, nếu không thì không thể nào thành công cho được. Phương Văn Nam hôm nay đến đây thăm hỏi đương nhiên chỉ là cái cớ, do xét tình huống mới là dụng ý của hắn, hắn tươi cười đứng đại vươn tay ra, vị này chính là tiểu trương chủ nhiệm. Đại danh đã nghe từ lâu, Trương Dương cũng lịch sử bắt tay tươi cười nói, Phương Tổng cũng biết cái cái tiểu nhân vật như ta thật làm cho ta mừng quá. Bên cạnh Phương Tổng đây ta sao dám nhận hai chữ đại danh chứ? Phương Văn Nam nói, người xưa có câu không đánh không quen. Bây giờ cũng rất nhiều bằng hữu lại bắt đầu quen nhau từ những chuyện hiểu lầm. Hiểu lần cũng chính là một loại duyên phận A. Trương Dương cười nói, ta tới đến đế hào thịnh thế hai lần, thế mà lại dính dáng vào ẩu đả tới ba lần, đích xác là có duyên phận lắm A. Phương Văn Đông nao nao, theo như hắn nói thì đêm qua trả nhẽ còn một vụ nữa sao? Vào lúc nào nhỉ, sao hắn lại hoàn toàn không biết nhỉ? Hắn đương nhiên không thể biết được một lần là từ lúc Trương Dương đến Giang Thành đón An Đức Hằng, hắn và An Ngữ Thần cũng đã đánh một trận ở đây. Lúc này một bác sĩ tư tới, đây là tả viên triệu đặc biệt an bài cho cố Minh Kiệt. Trương Dương và Phương Văn Nam tránh lui ra ngoài, kỳ thực trong lòng cả hai người đều rõ ràng suy nghĩ của đối phương dọc theo hành làng đi ra ngoài phương văn nam rút ra một bao xì ga rút ra một điếu mời trương dương trương dương lắc đầu cảm tạ phương tổng nhưng ta không biết hút thuốc phương văn nam tự châm cho mình một điếu hút xong một hơi thì nói chuyện hôm qua thực sự là một hiểu nhầm ta không hề muốn nó xảy ra chút nào nhưng nếu chẳng may đã xảy ra thì cố gắng kết thúc nó theo hướng tốt nhất cho cả hai bên phương văn nam liếc mắt nhìn trương dương tuy rằng mới lần đầu gặp mặt Thế nhưng hắn hầu như có thể kết luận tiểu tử trước mặt mình tuyệt đối là một tên thanh niên có trí tuệ, Phương Văn Nam nói, mọi người chúng ta đều lui một bước. Người giúp ta khuyên nhủ Cố Minh Kiệt. Trương Du Ân cười nói, ta sao có thể quản hắn được chứ? Hắn là bằng hữu của ngươi, là bằng hữu đương nhiên có thể nói chuyện với nhau dễ hơn rồi. Bằng hữu gặp chuyện cũng không thể khoanh tay đứng nhìn mà. Việc phiền phức của mấy người ta sẽ không để ý tới nữa, Như Văn Cường không đáng nói đến nhưng hai người còn lại đều là cảnh sát nếu như tiếp tục truy cứu hẳn là phiền phức không ít ha à? phương văn nam đã điều tra đỗ vũ phong đích thực có tham gia ẩu đả và chơi gái nếu việc này thực sự đưa ra ánh sáng hắn hẳn là xong rồi người cũng không nên hiểu nhầm ta không hề có ý uy hiếp cơ mà thói chút thói quen xấu nghề nghiệp đó là hay so đo thiệt hơn cò kè mặc cả ta nhượng bộ ta muốn người cũng nhượng bộ thiệt hơn thế nào ta chưa nói thế nhưng ít nhất tất cả mọi người cũng cần phải thể hiện thành ý trương dương đương nhiên không tin phương văn nam có cái thành ý gì lúc trước điền khánh long đứng ra hắn cũng không thèm nhượng bộ thằng cha này kiêu ngạo và cuồng vọng có thể thấy rõ ngày hôm nay hắn chịu chấp nhận cúi đầu là vì hắn biết bản thân không phải là đối thủ của cố minh kiện đối chiến với một thế lực như thế hắn đương nhiên không có một cửa thắng nào là người làm ăn hắn đương nhiên khôn khéo mà tính toán Phương Văn Nam sở dĩ nhượng bộ như thế căn bản là hắn cũng rõ ràng tình thế trước mắt, lệnh đình chỉ kinh doanh sẽ làm hắn bị tổn thất rất lớn, hơn nữa sẽ kỳ hạn chỉnh đốn vô cùng có khả năng trở thành vô thời hạn. Cố Minh Kiện vừa nhắc tới khiến hắn càng cảnh giác, đế hào thịnh thế không phải sản nghiệp duy nhất của hắn, thậm chí cũng chẳng tính là quan trọng trong giá trị kinh tế. Thế nhưng đối với hắn thì nó rất có ý nghĩa, sự nghiệp của hắn lập bắt đầu từ nơi này, rồi từng bước phát triển tới quy mô ngày hôm nay. Phương Văn Nam tuyệt đối không muốn buông bỏ, chỉ là hắn thật không ngờ Cố Minh Kiện lại nhìn chúng sản nghiệp này của hắn mà lúc đầu nghĩ rằng Cố Minh Kiện chỉ gây khó dễ cho hắn. Gặp Phương Văn Nam lần đầu, nhưng Trương Dương cũng nhận thấy hắn vô cùng khôn khéo và rất tính toán. Kẻ như hắn tuyệt đối không dễ dàng một chiêu hạ gục, nhiều bằng hữu vĩnh viễn là tốt hơn nhiều địch nhân, tuy biết rằng Phương Văn Nam mặt ngoài ra vẻ thành ý chỉ là phương kế tạm thời, nhưng Trương Dương cũng chẳng có ý định ép hắn, mỉm cười nói, như vậy đi, Lúc nào ta sẽ nói chuyện với Cố công tử, cũng hy vọng hắn có thể tiếp thu nguyện vọng của ngươi. Ta sẽ bồi thường một chiếc xe mới, mặt khác sẽ giao 20 vạn phí thuốc men. Mong muốn chuyện này có thể chấm dứt, sau đó hai bên có thể làm bằng hữu. Phương Văn Nam đưa ra điều kiện rất hậu, khiến cho Trương Dương nhận thức với hắn sâu thêm một tầng. Sau khi Phương Văn Nam rời đi, Trương Dương trở lại phòng Cố Minh Kiện, đem chuyện vừa rồi hắn vào Phương Văn Nam nói ngoài kia kể lại cho Cố Minh Kiện nghe một lượt. Cố Minh Kiện nghe xong cười lạnh. Hắn có tư cách gì mà đòi theo ta nói chuyện đàm phán điều kiện, người tối qua nói ta đã suy nghĩ kỹ rồi, lần này sẽ khiến cho đế hảo thịnh thế của hắn bị đón cửa vô thời hạn luôn, buộc hắn phải rời đi. Chuyện này Cố Minh Kiện là do Trương Dương vô ý nhắc tới, bất quá khi nghe Trương Dương nói một câu không đâu vào đâu thì ý tưởng chiếm lấy đế hảo thịnh thế đột nhiên tăng lên. Cố Minh Kiện là một kẻ có dã tâm, nhưng lại hơi ít về ý tưởng, bất quá chuyện hắn đã quyết định thì rất khó có thể cải biến hắn niên kỳ tuy rằng lớn hơn Trương Dương 3 tuổi nhưng so với Trương Dương thì còn ấu trĩ lắm. Nói gì thì Trương Đại Quan Nhân cũng sống hai kiếp người, điều này thì cố Minh Kiện kia vĩnh viễn không thể bằng nổi. Trương Dương thấp giọng Minh Kiện, Phương Văn Nam cũng không phải nhân vật tầm thường, ta nghĩ chuyện này cứ để diễn ra thật chậm thôi, ta nghĩ nhanh quá trái lại không hay. Cố Minh Kiện ất mãn nói, người hôm nay làm sao thế? Tối qua vẫn cổ vũ ta lấy đế hào thịnh thế, Thế nào hôm nay nói chuyện với hắn lại thay đổi chủ ý rồi? Hay là hắn cho ngươi cái chỗ tốt gì? Hừ, con mẹ nó, ta dễ bị mua thế sao? Chỉ là chó cùng cắn bậy, hắn cũng là một kẻ không đơn giản, cho nên ta có chút lo lắng. Ta chính là muốn một chiêu dứt điểm hắn luôn. Hắn nhượng bộ chính là vì hắn sợ, 20 vạn cùng một chiếc xe là được sao? Ta kháo, không có cửa đấy đâu, lần nãy ta sẽ cho cái đế hắn vĩnh viễn nghỉ kinh doanh nhìn cố minh kiện hăng tiết trương dương không khỏi cảm thấy có chút hối hận tiền này đích thị là một tiểu hài tử phong cách sống cũng hồ đồ làm việc cũng hồ đồ thật sự là không thể tưởng tượng được hắn lại tối dạ đến thế con mẹ nó nếu không phải hắn là em trai của cố giai đồng thì lão tử thèm quản hắn chắc nghĩ tới cố giai đồng trương dương không khỏi nhắc nhở hắn ta xem hay là hỏi ý kiến giai đồng tỷ một chút dù gì tỷ ấy cũng lăn lộn trên thương trường lâu rồi kinh nghiệm và con mắt rất phong phú Ngươi đừng có lôi tỷ ta a à đây để kiềm chế ta. huyện này ta muốn tự giải quyết. ta cảnh cáo người đó đừng có gọi cho giai đồng tỷ. cố minh kiện đã cương quyết như thế, trương dương cũng không khuyên hắn nữa. rời khỏi nhà khách giang thành, bầu trời đêm cũng bắt đầu hưởng sáng. trương dương thở dài, cố minh kiện đã bắt đầu thay đổi một chút, bất quá hắn cậy sau lưng có lão gia tử làm chỗ dựa, làm chuyện gì cũng theo ý bản thân mà không chịu suy nghĩ. trương dương suy nghĩ một hồi, chuyện này cần phải nói cho cố giai đồng nếu không sau này nàng sẽ lại giận mất cố giai đồng nghe chuyện đệ đệ bị đòn không khỏi khẩn trương nghe trương dương nói rõ ràng hắn mới yên lòng sau đó cố giai đồng mới tra hỏi hắn về hai điểm thứ nhất đang yên đang lành tự nhiên chạy đến thủy tiên cung làm gì có phải là cũng có ý định giống như mấy tên kia hay không nếu đúng thì thực sự là không thể tha thứ được rồi trương đại quan nhân phải mất bao nhiêu thời gian thề thốt sắt son mới bảo chứng được sự thuần khiết vô tội của mình còn điểm thứ hai với thân thủ của Trương Dương sao lại không bảo hộ được Cố Minh Kiện? Lẽ nào hắn đứng nhìn Cố Minh Kiện chịu đòn? Trương Đại Quan Nhân phải bốc phét rằng địch nhân thực sự quá đông, có tới 5-60 tên vây công bọn họ, hắn thực sự là đã tận lực rồi. Tuy rằng Trương Dương giải thích hợp lý, nhưng mà cố gia đồng nghe vẫn có chút nghi ngờ mà không thể tìm ra chỗ sai được, đành nói giọng uy hiếp, người đừng có gạt ta, bằng không ta sẽ không thèm để ý tới người nữa. Trương Dương vội vàng nói ngay, thề có trời đất chứng giám, ta yêu ngươi còn không hết, thế nào lại dám lừa ngươi chứ? Cố gia Đồng nói, Phương Văn Nam kia ta cũng đã gặp quá, cũng có một chút quen biết sơ thôi. Bất quá ta nghe nói hắn tại Giang Thành cũng là một thương nhân tiếng tăm. Nếu người ta đã xuất ra thành ý, chúng ta tốt nhất không nên căng quá. gia Đồng a, nhưng mà ta không khuyên nổi Minh Kiệt. Hơn nữa người hẳn là rõ ràng tính tình hắn, tốt nhất người khuyên hắn đi. Cố gia Đồng nhẹ giọng can dặn, người cố gắng để ý Minh Kiệt hắn tuy rằng có lớn mà không có khôn, hành động toàn theo cảm tính. Trương Dương không khỏi nở nụ cười, cố dài đồng nhận xét về em trai nàng cũng không khác gì những cái mà hắn suy nghĩ. Trương Dương cúp máy, đang định bắt taxi thì một chiếc Lincoln đen đỗ trước mặt hắn, cửa kính xe kéo xuống, Phương Văn Nam tươi cười nói, Trương chủ nhiệm, lên xe đi, ta đưa ngươi đi. Trương Dương do dự một hồi rốt cuộc cũng lên xe ngồi, thấy bên cạnh Phương Văn Nam là một nữ nhân rất đẹp, đây là lần đầu tiên Trương Dương ngồi trên kiểu xe như thế này, hắn và hai người Phương Văn Nam ngồi đối diện nhau luôn. Phương Văn Nam ôn hòa giới thiệu, đây là Tô Tiểu Hồng, Tổng Giám Đốc Trung tâm Giải trí Kim Bác. Còn đây là chu nhiệm văn phòng đại diện Xuân Dương tại Bắc Kinh Trương Dương. Trương Dương cũng điên được quan hệ hai người, cười nói, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Phương Văn Nam hỏi, cố công tử thế nào rồi? Đã hết giận chưa? Trương Dương cười đầy thâm ý, ta xem có lẽ không nhãn như vậy đâu. Phương Văn Nam nghe Trương Dương nói đã biết sự tình hẳn là không đơn giản, hắn cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa, Trương chủ nhiệm đi đâu bây giờ? Trương Dương nói địa chỉ khách sạn chỗ bọn Ngưu Văn Cường đang ở, Phương Văn Nam liền bảo tài xế đưa xe đến đó. Nhìn bóng lưng Trương Dương rời đi, trong mắt Tô Tiểu Hồng tràn ngập vẻ khó hiểu, hắn bất quá chỉ là một tên cán bộ tép siêu ở một huyện nhỏ, có gì đáng để ngươi coi trọng thế? Trương 107, Đa Mưu Túc Trí Phương Văn Nam mỉm cười nói, chuyện tối qua thành ra cái bộ dạng như vậy cũng đều do thằng nhãi kia ban tặng. Vậy sao anh lại khách sáo với hắn như vậy? Chỉ một gã cán bộ phụ cấp cấp huyện mà có thể nhờ Điền Khánh Long đích thân ra mặt, lại cực kỳ thân quen với công tử cùng Thiên Kim đại tiểu thư Cố Bí thư tỉnh ủy, hơn nữa thằng nhãi này lại là con nuôi của Phó thị trưởng thường vụ Lý Trường Vũ. Mà nghe nói hắn còn là tình nhân của vị nữ chủ tịch xinh đẹp huyện Xuân Dương Tần Thanh. Người như thế có đáng để anh phải xem trọng hay không? tô tiểu hồng mở to mắt ngồi ngây ngốc nghe phương văn nam kể một loạt những mối quan hệ của trương dương nghe xong nàng không nhịn được phải quay đầu lại nhìn thoáng ra bóng lưng của trương dương phương văn nam lại trầm mặc nói tiếp một thanh niên có năng lực đáng sợ như vậy anh hỏi thật nếu là em thì em muốn hắn là bạn hay là thù tô tiểu hồng ghé sát môi vào tai phương văn nam giọng thủ thì nói anh nham hiểm thật phương văn nam mỉm cười nói đó không phải là nham hiểm mà là chấp nhận hiện thực nếu như ngươi không thích ứng được với cái xã hội này thì ngươi sẽ là người đầu tiên bị đào thải. Có lẽ những lời này thực sự là kinh nghiệm đúc kết cả đời người của hắn. Nói thực, hắn cũng có chút hối hận khi tối qua không chịu cấp cho Điền Khánh Long chút mặt mũi, tuy rằng sự việc lại phát triển tới mức không ai ngờ tới như vậy, cuối cùng người chịu thiệt nhiều nhất lại là Phương Văn Nam hắn. Có lẽ tiền tài quá lớn đã che đi sự nhạy cảm của hắn, nếu như là trước kia, hắn dám chắc sẽ không xử sự lỗ mãng như vậy dù sao chuyện cũng đã rồi có hối hận cũng chẳng giúp hắn lấy lại những mối quan hệ đã mất tô tiểu hồng nhẹ giọng nói cố công tử còn muốn làm khó chúng ta nữa không phương văn nam nhíu nhíu mày thấp giọng trả lời cứ mặc kệ hắn đi chốc nữa em liên hệ với lão hồng một chút chuyện này chắc hắn ta giải quyết được lão hồng mà phương văn nam nhắc tới chính là vị bí thư thị ủy thành phố giang thành hồng vĩ cơ phương văn nam quen biết với hồng vĩ cơ từ trước khi hắn tới giang thành lúc trước khi Hồng Vĩ Cơ còn làm bí thư thị ủy thành phố Lam Sơn, Phương Văn Nam cũng từng tới tìm hắn nhờ giúp đỡ mấy dự án đầu tư vào thành phố Lam Sơn. Lúc đó mối quan hệ của họ cũng chỉ là xã giao, lợi dụng nhau mà thôi. Rồi thì Hồng Vĩ Cơ được chuyển tới Giang Thành, tuy rằng hai người cũng có đôi lần gặp mặt nhưng mối quan hệ vẫn chỉ là xã giao như trước. Không phải Phương Văn Nam ngu ngốc không chịu làm thân với Hồng Vĩ Cơ mà đây lại là điểm khôn khéo của hắn. Bề ngoài thì hắn với Hồng Vĩ Cơ không có quan hệ gì nhưng hắn lại ngầm sắp xếp để Tô Tiểu Hồng ở bên cạnh Hồng Vĩ Cơ, mục đích cũng để nàng ta làm cầu nối trung gian liên hệ giữa hai người. Tô Tiểu Hồng lại ghé đôi môi anh đào đỏ mọng của mình vào sát vành tai Phương Văn Nam nhỏ giọng nói, anh không sợ ăn giấm chua hay sao mà lại kêu em đi tìm hắn. Phương Văn Nam lùa tay vào mái tóc dài quăn của Tổ Tiểu Hồng, thâm tình hôn nhẹ lên trán nàng một cái, anh tin tưởng em. Tuy miệng nói vậy nhưng ánh mắt hắn lại chuyển đi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe từ trước tới nay hắn đều không xem trọng tiền tài cùng đàn bà với hắn mà nói hai thứ này chỉ là vật ngoài thân không đáng để hắn phải bận tâm tô tiểu hồng nhận thấy bộ dạng hờ hững lạnh lùng của phương văn nam trong mắt nàng không khỏi thoáng qua một tia mất mát khó tả thực ra nàng cũng hiểu tính cách nam nhân này đúng là hắn cũng có tình cảm với nàng nhưng nếu nói đó là tình yêu thì lại là sai lầm ngoại trừ đứa con trai độc nhất của hắn phương hải đào ra thì không còn ai được hắn thực sự yêu thương cả tiền tài hay đàn bà chỉ là thứ để hắn chứng tỏ quyền lực của hắn mà thôi. Để đạt được lợi ích cao nhất, hắn không ngần ngại đánh đổi bất cứ thứ gì, kể cả đó là đồ hắn yêu thích nhất. Nàng cũng thừa biết trong mắt hắn bất quá nàng chỉ là một thứ công cụ, không hơn không kém. Có lẽ bây giờ nàng tỏ ra lệ thuộc vào hắn, bị hắn lợi dụng, trà đạp mà không dám phản kháng chút nào, nhưng càng như vậy nàng lại càng tin tưởng, chỉ cần cố gắng hết sức rồi sẽ đến một ngày, nàng có thể ướng ngực đứng thẳng, đối mặt với hắn như hai con người. Lúc Trương Dương tới phòng Nhiêu Văn Cường thì thấy Khương Lượng cùng Đỗ Vũ Phong cũng đang ở đây. Nhìn mặt mũi thì chắc mầm ba người này tối qua cũng chẳng ngủ ngon được, cũng khó trách, sự việc tối qua chẳng khác gì trái bom nổ chậm, chẳng biết lúc nào sẽ nổ và kẻ xấu số nào sẽ bị tử vong, một cảm giác nặng nề cứ đè nặng tâm trí ba người họ từ tối qua đến giờ. Nhiêu Văn Cường vẫn bồn chồn không yên, cứ chốc chốc lại ra đứng trước cửa sổ ngó xuống đường lúc thấy Trương Dương về, hắn vội vàng ra mở cửa đón, Trương Dương, chiếc xe vừa rồi có phải là ô tô của Phương Văn Nam hay không? Không đợi Trương Dương trả lời, hắn lại vội vàng hỏi tiếp luôn, thế nào rồi? Rốt cuộc hắn nói những gì vậy? Nhanh nói gì đi chứ? Trương Dương tùm tỉm cười nhỏ giọng nói, chẳng là vừa rồi may mắn lại gặp được Cố Minh Kiện. Vừa nói Trương Dương vừa đi tới bàn uống nước, ngồi xuống phía đối diện với Khương Lược, thong dong vặn nút chai nước khoáng uống một ngụm trước học, xong xuôi rồi mới nói tiếp phương văn nam cũng là một gã cáo giả thấy sự việc bất lợi hắn liền cầu hòa với cố minh kiện đỗ phú phong cũng không nhịn được nữa phải hỏi chen vào cố minh kiện đã đáp ứng hắn chưa trương dương lắc lắc đầu nói cố minh kiện là người cứng đầu hắn cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện như vậy nên mới không đáp ứng phương văn nam vì thế mà chuyện này mới có chút phiền phức như vậy như văn cường thở dài không nói gì hắn đều không phải sở cố minh kiện gây thù chuốc oán đối chọi với phương văn nam mà bọn họ là người liên quan trực tiếp tới vụ lần này càng nháo lớn hơn thì bọn họ càng phải gánh chịu hậu quả lớn hơn trương dương cũng biết mấy người bọn họ đang suy nghĩ điều gì nhịn không được mỉm cười nói yên tâm đi chuyện này hẳn không liên quan tới chúng ta nữa rồi ta đến đây là để báo tình hình cho các người biết tiện thể hỏi xem bao giờ các ngươi về khương lượng gật gật đầu Tối qua xảy ra chuyện lớn như vậy, thực lòng bọn họ cũng chẳng muốn ở lại làm gì nữa cho mệt người. Có lẽ sẽ về sớm. Ngươi có về cùng bọn ta không? Trương Dương lắc đầu nói, ta còn chút chuyện phải giải quyết. Nếu như làm xong sớm thì có thể cùng về với các ngươi được. Quay sang nói với Đỗ Vũ Phong, Đỗ Ca, người trở về thì liên lạc với lão bí thư tri bộ lưu chuyện khôi một chút. Chẳng là ta muốn kêu con trai hắn lên Bắc Kinh làm đầu bếp cho nhà hàng của ta. hẳn ngươi cũng biết lão ta là một người khó tính nếu ta đi sợ rằng hắn sẽ không đồng ý. Đỗ Phú Phong còn tưởng chuyện gì, chứ chút chuyện còn con như vậy hắn liền sảng khoái gật đầu nhận lời, chuyện này cứ để ta lo đi, chắc sẽ không việc gì đâu. Nói thật, hắn vẫn có chút trột dạ chuyện tối qua, lúc Trương Dương nói cáo từ, hắn đích thân tiến ra tận cửa nhưng vẫn không quên nhắc đi nhắc lại, người anh em, nghìn vạn lần không được để chị dâu ngươi biết chuyện tối qua đó nhé, không là ta khó sống sót với nàng ta. Trương Dương tùm tìm ý vị thâm trường nói nhỏ, Đỗ ca cứ yên tâm đi, chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói ta biết mà. Đỗ Vũ Phong xấu hổ gượng cười, thân thiết vỗ vỗ vai Trương Dương nói, vì chút rượu mà tí nữa gây họa, cũng may có người giúp đỡ. Trương Dương khoát tay cười nói, anh em với nhau còn phải nói mấy lời khách sáo đó nữa sao? Sau này nhớ phải giữ mình là được rồi. Quả thực nhiều lúc rượu là thứ tốt không sai, nam nhân uống rượu để tăng khí phách mạnh mẽ của mình, còn nữ nhân uống rượu lại càng tăng vẻ kiều mị hấp dẫn. Hồng Vĩ cơ lặng lẽ ngồi trong căn biệt thự nằm trên hòn đảo ngay giữa hồ Nhã Vân. Tô Tiểu Hồng đưa chén rượu vang đỏ đến trước người hắn, bàn tay trắng nõn hơi nghiêng chén rượu đi một chút làm mấy giọt rượu đỏ tươi rơi trước ngực hắn. Nàng đáp cho hắn một ánh mắt kiều mị đầy hấp dẫn rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi mình đùa nghịch từ từ liếm từng chút một chỗ rượu trên ngực hắn. Hồng Vĩ Cơ hai mắt nhắm hờ thả lỏng thân thể ngồi tựa ra phía sau ghế sofa cảm nhận khoái cảm nhân gian. Nữ nhân trước mắt đích thực là vư vật trời ban, nàng ta biết cách lấy lòng nam nhân, biết cách khiến nam nhân đạt đỉnh điểm khoái cảm. Tô Tiểu Hồng sau khi liếm xong chỗ rượu vang trước ngực hắn vẫn dùng đầu lưỡi mơn trớn liếm ngược lên phía trên rồi kết thúc bằng một nụ hôn nồng cháy. Tô Tiểu Hồng rất biết cách kích thích nam nhân, trước sự khiêu gợi trêu chọc của nàng ta, rốt cuộc Hồng Vĩ Cơ cũng không cưỡng lại dục hỏa đang dâng trào thế nhưng sau nhiều năm làm quan hắn đã luyện được một ý chí sắt thép cùng bản lĩnh vững vàng. Ngay khi Tô Tiểu Hồng định hôn môi thì hắn dùng tay ngăn lại, ánh mắt đầy thâm thúy lạnh lùng nói có phải có chuyện gì không? Bị Hồng Vĩ cơ ngăn lại, Tô Tiểu Hồng cũng đành dừng lại không trêu đùa hắn nữa, tuy trong lòng thấy khó chịu nhưng nàng lại cảm thấy sợ hắn hơn. Một nam nhân trong tình cảnh như vậy mà vẫn giữ được đầu óc sáng suốt, người như vậy nàng không đoán được tâm cơ hắn, mà phải nói rằng nàng sợ hắn thì đúng hơn. Nàng biết, mình không là gì với hắn, bất kỳ lúc nào hắn có thể đẩy ra không thương tiếc." Tô Tiểu Hồng chỉ đáp cho hắn một ánh mắt khó chịu biểu hiện như câu hỏi vừa rồi của hắn là không thích hợp trong lúc này. Nàng không nói gì mà vẫn dùng lưỡi trêu đùa khắp người hắn rồi dần dần hôn xuống phần hạ thân hắn. Tuy rằng nội tâm Hồng Vĩ Cơ cảm thấy cực kỳ thích thú nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng không có biểu hiện gì khác thường. Một lúc sau hắn không chịu được nữa, phải dùng hai tay ngăn không cho nàng ta làm loạn bên dưới nữa. Tô Tiểu Hồng nhìn hắn nở nụ cười đầy yêu mị, nàng buông hắn ra đứng lên rồi chậm rãi cởi quần dài lộ ra cặp đùi trắng nõn đẩy đà, hai mắt hồng vĩ cơ thoáng một tia dục vọng. Chỉ một thoáng biến hóa đó thôi cũng không qua được mắt Tô Tiểu Hồng. Nàng vươn hai cánh tay trắng muốt của mình đặt lên vai hắn, từ từ xích lại gần rồi ngồi vào lòng hắn. Ánh mắt nàng đầy yêu mị nhìn thẳng mắt hắn, nhèn miệng nở nụ cười kinh tâm động phách đồng thời nàng hơi cử động mông để hai thân thể, để hai chỗ đó không ngừng cọ sát vào nhau đã xảy ra chuyện gì vậy tuy hồng vĩ cơ vẫn ra vẻ lạnh lùng hỏi lại nhưng thanh âm lại hơn run rẩy gần như không kìm chế được nữa tô tiểu hồng muốn hôn nhưng lại bị hắn né tránh điều này khiến nàng cảm thấy có chút khuất nhục nàng vẫn không trả lời mà chỉ vòng tay cố sức ôm sát cổ hắn đôi môi anh đào ghé ngay sát vành tay hắn vừa thở vào tay hắn vừa phát ra tiếng rên rỉ câu dẫn lòng người đồng thời động tác bên dưới của nàng càng lúc càng nhanh hơn nàng đang dùng chính thân thể mình trả thù việc hắn dám khinh thường lạnh nhạt hờ hững nàng suốt cuộc hồng vĩ cơ cũng không chịu được sự kích thích mạnh mẽ như vậy nữa hắn thò tay ôm chặt bờ mông căng tròn của tô tiểu hồng rồi gầm rú lên một tiếng ngay lúc đó tô tiểu hồng cảm thấy rõ ràng một vật vừa cứng rắn lại nóng ấm đang không ngừng xâm chiếm thân thể nàng càng lúc càng mạnh bạo càng lúc càng sâu càng nhanh hơn tuy rằng tô tiểu hồng không ngừng rên rỉ vì khoái cảm sung sướng nhưng tất cả những điều đó chỉ là giả tạo trong lòng nàng không hề có chút tình cảm nào với hắn. Nàng cũng biết, hắn ta cũng chỉ coi nàng như một thứ công cụ, một dạng đồ chơi không hơn không kém. Vì vậy giữa hai người phát sinh cái chuyện này cũng chẳng khác gì một dạng trao đổi, nàng dùng chính thân thể mình trao đổi lợi ích với hắn. Sau khi trải qua màn mây mưa vừa rồi, Hồng Vĩ Cơ khôi phục lại dáng vẻ đàng hoàng bệ vệ của mình, hắn chậm rãi nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nhẹ giọng hỏi, "Nói đi." Hồng Vĩ Cơ cũng không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên biết tại sao Tô Tiểu Hồng lại để mình lợi dụng nàng ta như vậy, và hắn cũng biết nàng ta là người của Phương Văn Nam sắp xếp để làm phương tiện trao đổi với hắn. Chuyện của tập đoàn Hưng Thịnh tối qua hắn cũng có nghe nói tới, sáng nay lại nghe tin cố công tử bị đánh, vậy thì 89 phần Tô Tiểu Hồng tới đây cũng vì chuyện này. Tô Tiểu Hồng mân mê đôi môi anh đào của mình ghé sát vào mặt hắn nũng nịu hỏi, chắc người cũng biết chuyện tối qua của tập đoàn Hưng Thịnh chứ. Hồng Vĩ cơ gật đầu, chuyển chén trà qua cho nàng ta rồi đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, người cũng là người trong giới làm ăn chắc cũng phải biết người làm ăn tối kỵ nhất là gây ra xung đột. Vậy vì sao hắn lại dám đánh người? Vì sao lại làm mấy chuyện trái pháp luật đó? Tô Tiểu Hồng có vẻ ủy khuất nhỏ giọng nói, người đánh cố công tử chỉ là khách hàng, không có liên quan gì tới người của bên hưng thịnh. Tối hôm qua Điền Khánh Long cũng nhân cơ hội này làm khó dễ bọn họ, đây chắc chắn là lấy việc công trả thù riêng. Nhiều năm nay tập đoàn Hưng Thịnh vẫn giữ được sao vàng thi đua hạng nhất, vụ tai tiếng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của tập đoàn. Mà hơn hết bọn họ không có điều tra rõ ràng lại võ đoán rồi ra thông báo bắt nhà hàng hoàng gia phải đóng cửa kinh doanh. Hồng Vĩ cơ nghe mà không nhịn được cười, lợi dụng việc công báo thủ riêng. Vậy ngươi nói cho ta nghe, Điền Khánh Long có tư thủ gì với Phương Văn Nam vậy? Tô Tiểu Hồng bị hắn hỏi mà nghẹn họng không trả lời được được. Đến giờ nàng mới hiểu được một điều, trước mặt Hồng Vĩ Cơ thì nàng có dở trò cách mấy cũng đều vô dụng, rõ ràng kinh nghiệm từng trải hay tâm cơ hắn đều cao hơn nàng rất nhiều. Hồng Vĩ Cơ lại nói tiếp, chuyện này ta không muốn tham gia, các người dám đánh công tử của Cố bí thư, mà hơn nữa đến cả Tả phó thị trưởng cũng đứng ra tố giác chuyện này, rồi thì phía cảnh sát cũng đã đưa ra chứng cứ xác thực chuyện này là có thật. Vậy thì ra thông báo buộc các người phải ngừng kinh doanh là oan khuất hay sao? Tô Tiểu Hồng đứng dậy nắm cánh tay hắn thấp giọng nói, "Vĩ cơ, giám đốc Phương đã tự mình xin lỗi cố công tử, ngoài trừ bồi thường cho hắn một chiếc xe mới, lại còn kèm đem 20 vạn tiền thuốc men nhưng mà hắn ta vẫn không chịu, nhất quyết đòi làm sáng tỏ vụ này mới chịu thôi." Hồng Vĩ cơ vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt trí công vô tư của mình, nhíu nhíu mày ra vẻ khó chịu nói, "Tiểu Hồng, cũng không phải là ta không muốn giúp ngươi, thế nhưng tình cảm và công việc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." ta là một cán bộ đảng viên hiển nhiên ta phải trung thành với cách mạng, đường lối của đảng, nhưng người cứ yên tâm ta sẽ tự mình đốc thúc bọn họ mau chóng xử lý thật tốt sự việc lần này, không bao che không thiên vị bất cứ ai cả, sẽ không vì điều khác mà gây bất lợi cho tập đoàn các ngươi. Hồng Vĩ cơ ngừng một chút rồi lại nói tiếp, nói đi thì cũng phải nói lại, các ngươi cũng nên xem xét lại hành động của mình, nên làm điều gì thì làm đi đừng để đến lúc lại nói ta không nể tình thân. Thấy dáng vẻ đường hoàng đạo mạo của hắn, Tô Tiểu Hồng thấy mà chán ghét, trong lòng thầm mắng gã tiểu nhân Hồng Vĩ Cơ. Thế sao lúc người ngồi bên dưới ta thì không nói mấy cái đường lối nguyên tắc của đảng kia đi? Lúc ăn xong rồi liền chùi mép rồi làm ra vẻ chính nhân quân tử. Đột nhiên Tô Tiểu Hồng cảm thấy đáng thương thay cho số phận của mình, phải bán thân, phải hầu hạ, cầu cạnh một gã tiểu nhân vô sỉ như gã Hồng Vĩ Cơ này. Kỳ thực Hồng Vĩ Cơ cũng có nỗi khổ riêng của mình. Phương Văn Nam lần này gây ra phiền phức thực không hề nhỏ chút nào hiện giờ cục diện chính trị tại Giang Thành hay cả tỉnh Bình Hải này đang nằm trong thời gian cực kỳ mẫn cảm, chỉ trong thời gian ngắn mà Phó Thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ bị bắt giam điều tra, rồi lại tới thị trưởng Lê Viên Chính bị sứt đầu mẻ chán vì việc tham ô của vợ bị bại lộ, mà lần này hắn giả bệnh xin nghỉ dài hạn chắc 89 phần 10 cũng là để chuẩn bị xin nghỉ hưu sớm để nhận trách nhiệm. Gã phó thị trưởng còn lại tả viên triệu nghiễm nhiên có khả năng cao nhất được bổ nhiệm là tân thị trưởng thành phố Giang Thành, mà ai cũng biết tả viên triệu lại là người của cố bí thư. Hồng Vĩ Cơ hắn cũng không mong muốn gì có thêm đối thủ trên chính đàn, huống chi phía sau tả viên triệu lại là lão đại của cả cái tỉnh Bình Hải này, đương nhiên Hồng Vĩ Cơ cũng chẳng dại gì đem đá bỏ chân mình. Mà tả viên triệu cũng lợi dụng chuyện của cố công tử lần này để biểu đạt sự trung thành của hắn với cố bí thư. Nếu như Hồng Vĩ Cơ hắn lại tỏ rõ thái độ đứng về phía phương Văn Nam thì chẳng khác gì đối lập với cố bí thư cả, bởi vậy hắn mới chọn cách im lặng làm người ngoài cuộc bảng quan xem diễn biến. Hiển nhiên Tô Tiểu Hồng không hiểu được những khúc mắc trong lòng Hồng Vĩ Cơ, mà nàng chỉ nhận thấy hắn đang cố gắng tìm cách né tránh chỉ bo bo giữ mình không chịu giúp đỡ. Hắn cũng chỉ là một gã vô lại ăn no rồi tìm cách chùi mép, một kẻ tiểu nhân ra vẻ đường hoàng đạo mạo. Tuy rằng đã có Tô Tiểu Hồng bên cạnh Hồng Vĩ Cơ, nhưng Phương Văn Nam vẫn thấy không yên tâm, từ nhiều nguồn tin tức thân cận cho thấy Điền Khánh Long cùng Tả viên Triệu đều tỏ ra rất quyết liệt không chịu nhượng bộ chút nào, mà Cố công tử thì lại càng ương ngạnh nhất quyết không chịu đàm phán. Lúc Tô Tiểu Hồng thông báo cho hắn biết Hồng vĩ cơ cũng không có biện pháp giúp hắn, Phương Văn Nam mới bắt đầu ý thức được chuyện này càng lúc càng không ổn. Điền Khánh Long cùng Tả viên Triệu rõ ràng là đứng về phía Cố Minh Kiện, bởi vậy mà Hồng vĩ cơ mới không dám ra mặt giúp đỡ, có lẽ hắn ta là sợ đụng chạm đến Cố bí thư. Càng nghĩ Phương Văn Nam càng thấy buồn bực, hắn đã xuống nước hạ mình xin lỗi còn bồi thường thiệt hại lẫn tiền thuốc men vậy mà dối Phương lại không thèm nể mặt hắn chút nào. Xem ra quan trường so với thương trường càng vô tình đáng sợ hơn nhiều. Lúc biết tin hồng vĩ cơ khước từ không chịu ra mặt giúp đỡ, Phương Văn Nam vừa tức giận lại vừa bối rối hoang mang. Tức giận khi hắn đã phải tốn bao công sức, không kể tiền bạc, lợi ích, ngay đến cả người đàn bà của hắn, hắn cũng đem cho hồng vĩ cơ, vậy mà đến lúc cần thì hắn ta lại ngoảnh mặt làm ngơ. Còn hoang mang bối rối khi hắn cảm thấy sự việc tưởng như đơn giản đột nhiên lại phát sinh nan giải đến nhường này. Chỉ thoáng hoang mang qua đi, rất nhanh hắn liền nhìn ra vấn đề mấu chốt, tất cả chuyện này cũng đều nằm ở thằng nhãi trương dương kia. Từ khi Ngưu Văn Cường đánh con hắn đến nay hắn đều nắm trong tay quyền chủ động, thế nhưng đột nhiên cố minh kiện tham gia vào lập tức thay đổi tất cả. Cẩn thận suy xét lại thì chuyện này chẳng có liên quan gì tới cố minh kiện cả, mà chắc chắn chính thằng nhãi Trương Dương là người kéo cố minh kiện tham gia vào vụ này, chính nhân tố này khiến cục diện xoay chiều, phương văn nam hắn lại rơi vào thế bị động, bị người ta nhào nặn chèn ép thậm tệ. Lúc đã biết rõ ngọn nguồn sự việc, sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, hắn liền rút điện thoại ra gọi cho Trương Dương. Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, tất cả chuyện này đều do thằng nhãi Trương Dương gây nên thì hết thảy cũng phải là hắn thu dọn giải quyết. Lúc Phương Văn Nam gọi tới cũng là lúc Trương Dương đang đi chơi cùng Tần Thanh. Từ lúc được thả ra đến giờ tâm tình Tần Thanh cực kỳ tốt, không còn ủ rũ sầu nào như mấy hôm trước nữa nhưng chuyện vừa rồi vẫn như bóng mà ám ảnh nàng mãi không thôi. Mà Trương Dương vì nhớ tới khuôn mặt héo hon của tả hiểu tình mà lòng lại thấy man mắc buồn. Hai người đều có tâm sự nên rủ nhau đến hồ nhã vân trèo thuyền nói chuyện phiếm giúp nhau vơi nỗi buồn. Ánh nắng ấm áp buổi chiều thu cùng làn gió mát nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Tần thanh chậm rãi đạp chân vịt để thuyền dập dờn chạy trên mặt hồ. Trương Dương ngồi phía đối diện nàng hai tay buông thõng, mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là đang ngủ ngon lành. Tần Thanh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt hắn, bất chợt từng hồi ức lúc xưa lại ùa về. Bao lần hắn dùng tấm thân mình che chắn bảo vệ nàng, bao lần vì giúp nàng mà không màng nguy hiểm tính mạng, không tiếc công danh địa vị, những ký ức đó khiến nàng thấy ngọt ngào khó tả, lại nghĩ tới buổi tối trước khi rời đi hắn còn lén thâu hương trộm ngọc hôn nàng một cái. Nghĩ đến đây khuôn mặt xinh đẹp cũng hơi đỏ hồng lên nàng cũng bắt đầu nhận ra chẳng biết từ lúc nào nàng không khống chế được cảm tình với hắn nữa cứ chìm dần vào cái cảm giác ấm áp ngọt ngào kia tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của tần thanh mà tiếng chuông điện thoại cũng khéo trương dương từ trong cảm giác buồn ngủ trở lại hiện thực trương dương vội vàng mở máy nghe alo lúc biết đối phương là ai trương dương liền nhoẻn miệng cười tủm giám đốc phương đó à tìm ta có việc gì không âm điệu phương văn nam vẫn bình tĩnh như thường nhưng để ý kỹ thì vẫn có thể nhận ra chút thân thiết cùng thành khẩn trong đó, không biết buổi tối trương chủ nhiệm có dỗi không. Chẳng là ta có đặt một phòng ở nhà hàng ngư mễ chi hương, muốn mời trương chủ nhiệm tới dùng cơm. Trương Dương cũng biết, lễ hạ vô nhân tất sở cầu, khẳng định Phương Văn Nam có việc muốn cầu cạnh mình, mà tám chín phần hẳn liên quan tới cố minh kiện. Thực không ngờ nhiều lúc tiểu tử cố minh kiện này lại được việc như vậy. Trương Dương trầm ngâm một lúc, đang chuẩn bị tìm lời từ chối thì Phương Văn Nam lại chủ động nói tiếp Trương chủ nhiệm. Ta thực sự muốn kết giao với Trương chủ nhiệm, quá khứ có gì không vui thì bỏ hết đi. Mà người xưa có, câu không đánh thì không thành bạn. Chắc Trương chủ nhiệm sẽ không nể cái mặt già này chứ. Hắn ta đã nói đến như vậy khiến Trương Dương có muốn cũng không khước từ được nữa. Trương Dương có vẻ rụt rè ngấp ngứ như không tin vào tai mình, vậy ta sao dám kết giao với giám đốc Phương? có gì mà không được, tối nay ta cũng không mời người ngoài, chỉ kêu mình tô tiểu thư tới tiếp rượu cho trương chủ nhiệm. Trương Dương làm bộ khó khăn lắm nhưng cuối cùng cũng đáp ứng nhận lời. Tần Thanh đã ngừng đạp thuyền, để mặc cho thuyền trôi ra theo cơn sóng, đôi mắt đẹp trong vắt như mặt hồ mùa thu nhìn thẳng Trương Dương nói, người bận thì cứ đi đi, ta tự về được rồi. Đi cùng đi, là Phương Văn Nam mời ta ăn tối, hắn còn dẫn theo cả tô tiểu hồng mà ta lại sợ hắn sử dụng mỹ nhân kế câu dẫn ta, chắc tần chủ tịch không nỡ thấy chết mà không cứu chứ. Tần thanh nhịn không được nở nụ cười, liếc mắt nhìn hắn hỏi kháy, không phải ngươi là đảng viên cộng sản có lập trường cùng bản lĩnh vững vàng lắm sao? Sao lại sợ người ta dùng mỹ nhân kế vậy? Hay là ngươi không đủ tư cách làm đảng viên nữa? Nụ cười tươi càng khiến khuôn mặt xinh đẹp của tần thanh kinh tâm động phách hơn, Trương Dương cứ ngẩn ngơ ngồi ngắm mãi không thôi hắn nuốt khan một ngụm nước bọt lắc lắc đầu chán nản nói, bất kể là đảng viên gì đi chăng nữa đều không cưỡng lại được vẻ đẹp chim sa cá lặn của tần chủ tịch. Tần thanh mặt hơi ửng đỏ nhẹ giọng nói, người nói bậy bạ cái gì vậy? Còn nói lung tung nữa là ta đá ngươi xuống hồ đó. Nói xong tần thanh liền nhận ra mình vừa rồi hơi thất thố, chẳng biết có phải vì thằng nhãi trương dương kia hay không mà nàng cảm nhận rõ càng lúc càng thay đổi chính bản thân mình, không còn giữ được vẻ bình tĩnh lãnh đạm như trước nữa bị người đẹp dọa nạt trương dương không hề thấy sợ mà trái lại càng cảm thấy vui mừng biết rõ tính tình tần thanh trương dương cũng không trêu đùa nàng ta tiếp mà đổi bài đột nhiên lại thở dài cảm thán người ta đều có bạn gái có người yêu vậy mà ta lại không có đến một người ai thật là mất mặt quá trương dương dừng lại một chút rồi liếc mắt nhìn tần thanh nói tiếp tối nay ta cũng không rủ ai đi cùng hay là ngươi theo ta tới đó luôn tần thanh hơi cúi người xuống thò bàn tay chắn muốt của mình nghịch nghịch nước Nghe Trương Dương nói mà lòng nàng cũng thấy có chút bối rối, cũng may nước hồ mát lạnh giúp nàng thanh tỉnh lại hơn, rốt cuộc nàng cũng gật đầu hờ hững nói, buổi tối ta cũng không có bận gì, chỉ bằng theo ngươi ăn ké một bữa cũng được, dù sao ta cũng chẳng phải trả tiền. Nhà hàng Ngư Mễ Chi Hương cũng thuộc tập đoàn Hưng Thịnh, tuy mới mở ra chưa đầy 2 tháng nhưng nhờ danh tính cực lớn của tập đoàn Hưng Thịnh, kết hợp với hình thức kinh doanh khá tốt, cùng với đồ ăn thức uống mới lạ khiến cho doanh thu nhà hàng cao đến chóng mặt, các phú hào cùng những nhân vật có tiếng tại Giang Thành đều đua nhau tới đây dùng cơm, mở tiệc đãi khách. Chỉ mới hai tháng ngắn ngủi mà doanh thu lẫn danh tiếng của ngư mễ chi hương còn vượt qua cả nhà hàng hoàng gia phía đối diện bên kia hồ Nhã Vân. Đúng giờ Trương Dương cùng Tần Thanh tới nhà hàng ngư mễ chi hương, vừa tới nơi hai người liền bị thu hút bởi đài phun nước ngay ngoài sân cùng tiếng nhạc du dương, theo từng nhịp điệu lên xuống mà đài phun nước thay đổi cả màu sắc lẫn hình dạng các cột nước. Bãi để xe thì rộng rãi thoáng đáng, Lướt mắt nhìn một lượt cũng nhận ra không ít số xe của đám lãnh đạo cao tầng cũng tới đây dùng cơm. Nghĩ đến đây bất chợt Trương Dương lại nhớ tới Sở Yên Nhiên, nhớ tới lần bắt gặp một gã phóng viên săn lùng tin tức chụp trộm biển số xe, không biết Giang Thành có gã phóng viên nào lớn mật như vậy không. Tần Thanh ngồi bên bỗng nhiên nhẹ giọng nói, tiền ăn uống của đám cán bộ càng ngày càng nhiều, tiền công quỹ cũng theo đó mà thâm hụt đi. Sau chuyến này ta phải kiến nghị thanh tra lại một phen mới được trương dương cười nói ai mà chẳng phải ăn uống với lại tiệc tùng càng lớn thì càng thể hiện được đẳng cấp của người ta trách sao được cười xe xong hai người cùng đi vào đại sảnh đập vào mắt họ là cái ao to đùng ngay giữa đại sảnh bên trong nuôi hai con cá sấu lớn cũng có thể nói đây là phương thức làm ăn khá mới một cách để thu hút sự chú ý của khách hàng tần thanh kéo kéo tay trương dương ý bảo rời đi dù sao đây là chỗ đông người nàng không muốn bị người khác nhận ra rồi lại đặt điều nói linh tinh Đột nhiên một thanh âm mềm mại đầy quyến rũ vang lên bên tai Trương Dương, sao giờ này tiểu Trương chủ nhiệm mới tới vậy? Là đích thân Tô Tiểu Hồng đi đón hai người Trương Dương. Trương Dương cười cười nhìn lại thấy nàng ta mặc một bộ sườn xám màu xanh dương bó sát thân thể, kết hợp khăn len quàng cổ màu đen khiến nàng có vẻ đẹp quỷ mị câu dẫn lòng người. Lúc này Tô Tiểu Hồng mới chú ý Tần Thanh bên cạnh Trương Dương. Tối nay Tần Thanh ăn mặc rất giản dị, áo len cao cổ màu xám, quần bò xanh thấm buộc tóc đuôi ngựa để cao, trông hết sức bình dị lại nhưng lại có phần tươi mới trẻ trung. Tuy rằng ăn mặc không sang trọng nhưng cả người nàng ta vẫn toát lên khí chất cao quý thanh tao. Tô Tiểu Hồng cũng được coi là đệ nhất mỹ nhân, ăn mặc lại duyên dáng là lướt, nhưng nàng vẫn tự nhận thua Tần Thanh ở vẻ đẹp tinh tế thanh cao toát ra từ người nàng ta. Danh tiếng của Tần Thanh tại Giang Thành rất lớn, cũng là con gái nhưng Tô Tiểu Hồng ngưỡng mộ nàng ta đã lâu, đây là lần đầu tiên được gặp mặt. Nghe nói nàng ta mới được thả tự do cùng khôi phục chức phận, giờ thấy đi cùng Trương Dương càng chứng minh lời của Phương Văn Nam là chính xác. Gã tiểu tử cán bộ phụ cấp này trông vậy chứ không hề tầm thường chút nào, có thể mời nữ chủ tịch huyện xinh đẹp cùng đi dự tiệc, quan hệ của họ phải như thế nào chứ? Trên đỉnh nhà hàng Ngư Mễ Chi Hương là Thủy Tinh Các, đây cũng là nơi Phương Văn Nam dành riêng để chiêu đãi khách quý. Đúng như tên gọi của Thủy Tinh Các, nơi đây được xây hoàn toàn bằng kính trong suốt ngồi trong thủy tinh các có thể phóng mắt nhìn toàn cảnh hồ Nhã Vân. Thủy tinh các là nơi cao nhất của ngư mễ Tri hương, phàm là người được mời tới đây ăn cơm thì cũng đều là người có địa vị cao trong xã hội, thử nghĩ mà xem, được ngồi ăn ở đây không những khung cảnh thoáng mát lại có thể dẫm lên đầu tất cả đám người phía dưới, cái khoái cảm như vậy ai mà chẳng ham muốn. Phương Văn Nam tỏ ra rất vui mừng khi thấy Tần Thanh cùng tới dự tiệc. Trước kia hắn cũng vài lần gặp gỡ qua vị nữ bí thư đoàn ủy thành phố này rồi. Lúc mọi người ngồi vào bàn thì trời cũng đã sầm tối, Phương Văn Nam bảo người kéo rèm cửa che ba mặt của thủy tinh các lại, chỉ để một mặt hướng ra bờ hồ Nhã Vân. Ngửa đầu có thể thấy bầu trời đầy sao, xa xa lại có mặt nước hồ Nhã Vân thơ mộng hài hòa, được ăn ở nơi có cảnh sắc mỹ lệ như vậy cũng khiến lòng người thấy thư thái thoải mái hơn. Phương Văn Nam mỉm cười bắt chuyện trước, được tần chủ tịch đại giá Quang Lâm, thực vinh hạnh cho kẻ hèn này quá. Tần Thanh cười nhẹ nói, đã mạo muội tự ý tới bái phỏng, Mong rằng giám đốc Phương Không để bụng đã là may mắn lắm rồi. Phương Văn Nam cười lớn khoát tay nói, "Được Tần chủ tịch chiếu cố là phúc phận của tôi rồi, Tần chủ tịch không nên khách khí như vậy." Bốn người vừa ngồi xuống bàn nữ nhân viên phục vụ liền bưng các món ăn lên, Phương Văn Nam chuẩn bị đều là các món hải sản, đồ ăn cũng hết sức tinh xảo đẹp mắt, rượu là một chai Mao Đài 30 năm, từ điều này cũng có thể nhận ra thành ý của hắn với Trương Dương đến đâu. Phương Văn Nam kêu Tô Tiểu Hồng tới chủ yếu là để nàng ta hầu rượu cùng góp vui khiến bầu không khí buổi tiệc vui vẻ hơn. Mà điều quan trọng nhất chính là tử lượng của nàng ta, tuy rằng không đến trình độ ngàn chén không say nhưng cũng khó có gã nào khiến nàng phải say trước cả. Từ đầu tới giờ Trương Dương vẫn tỏ ra nhã nhận lịch thiệp, mà Tần Thanh lại cho thằng thằng nhãi này chỉ giả bộ, nàng đánh mắt nhìn Trương Dương giả bộ hờ hững nói, không uống được rượu thì đừng có cố, Tuy rằng Phương Văn Nam đã điều tra một lượt các mối quan hệ của Trương Dương, nhưng hắn lại không để ý tới tử lượng Trương Dương ra sao. Nghe Tần Thanh nói vậy tưởng thằng nhãi kia tử lượng không ra gì liền đánh mắt cho Tô Tiểu Hồng, ý bảo nàng ta cứ việc xuất kích. Vất vả lắm Phương Văn Nam mới ép Trương Dương uống rượu được, mà mỗi lần cũng ly thằng nhãi này đều chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Thấy thằng nhãi này giả vờ ra vẻ, Tần Thanh thực sự không nhịn được cười, nhưng đương nhiên nàng cũng không vạch trần Trương Dương làm gì, để xem hắn đang toan tính điều gì. Mà điều khiến Trương Dương khó chịu nhất lại chính là Phương Văn Nam chỉ nhấc chén rượu lên cùng ly rồi lại đặt xuống, không hề uống một giọt nào, mà Tần Thanh lại uống nước trái cây, cuối cùng chỉ còn hắn với Tô Tiểu Hồng là chân chính uống rượu. Tô Tiểu Hồng đang định bụng trước tiên phải chuốc say thằng nhãi này đã, thế nhưng chẳng hiểu sao nàng càng chuốc thằng nhãi này lại càng uống hăng hơn, chưa thấy đối phương bị vấn đề gì mà nàng lại cảm thấy có chút chóng mặt. Đột nhiên Trương Dương cười tủm tỉm đầy ám muội. Đã đến lúc xuất khích trả lại rồi, vậy Tô tiểu thư, để đáp lại tấm lòng thịnh tình của người, ta cũng xin kính lại tám chén." Khuôn mặt xinh đẹp của Tô tiểu hồng đã hơi ửng đỏ, lúc này nàng mới nhận ra hóa ra từ đầu thằng nhãi kia chỉ giả vờ, căn bản tử lượng hắn ngàn chén không say. Tuy trong lòng thầm mắng nam nhân đều là lũ vô sỉ như nhau, thế nhưng nàng vẫn phải giả bộ tươi cười, đã đâm lao đành theo lao, nàng nũng nịu đánh mắt đưa tình nói, "Tiểu Trương chủ nhiệm xấu thật." ngài là nam nhân lại khi dễ phận liều yếu đào tơ như tôi, uống như vậy thật không công bình chút nào. Vậy thế này đi, ngài uống hai chén, tôi uống một, như vậy mới công bình. chương 108, Cảnh giới của Bí Thư tỉnh ủy Hảo, Trương Dương cực kỳ sảng khoái trả lời hắn, giơ chén rượu ra cười nói, người uống 8 chén, ta 16 chén. Tô Tiểu Hồng trợn tròn mắt, tiểu tử này thế nào lại không có một chút thương cảm nữ nhân nào như thế chứ? bản thân mình thế nào cũng được coi là một mỹ nữ, lẽ nào hắn không có một chút nào gọi là thương hoa tiếc ngọc. Nhưng ánh mắt nhìn lên người tần thanh, trong lòng lập tức minh bạch, bên cạnh hắn đã có một người như hoa như ngọc thế kia, liệu có cần phải để ý đi đâu nữa. Thực sự nếu phải so sánh với tần thanh, bản thân có lẽ cũng cảm thấy mình trở nên tầm thường, Tô Tiểu Hồng lần đầu tiên cảm thấy thất bại về nhan sắc, tự ti mà cảm đến như vậy. Phương Văn Nam cũng nhìn ra, tiểu tử này thực sự là tử lượng quá cao, đừng nói 16 chén, 26, thậm chí 36 có lẽ hắn có uống được. Phương Văn Nam cũng không phải là tiếc nuối gì rượu, mà hắn lo lắng là lo tô tiểu hồng bị gục tại chỗ. Hắn tươi cười nói, tiểu trương chủ nhiệm tử lượng như bể, ta xem hay là ngươi bỏ qua cho tô quản lý đi, uống nữa sợ rằng nàng không chịu nổi đâu. Tô tiểu hồng nhu mì nói, tiểu trương chủ nhiệm, ta biết sai rồi. Vừa ta muốn chút rượu ngươi, ai ngờ kết quả là chân lại đụng phải đá tảng. Mọi người ở đây đều đồng thời nở nụ cười, thật là làm nữ nhân cũng có chỗ tốt của nữ nhân, cúi đầu nhận sai cư nhiên cũng khả ai như thế, người ta trời sinh là phải yếu, ai lại có thể nỡ lòng tính toán với nàng chứ. Tần Thanh nói, Trương Dương, người thật muốn chuốc say tô tiểu thư. Trương Dương cười nói, ta cũng nào có chứ, uống rượu chủ ý chính là để giao lưu, làm cho bầu không khí vui vẻ thuận hòa, đâu phải như chiến trường. Phương Văn Nam cười nói, Trương chủ nhiệm nói rất phải. Tô Tiểu Hồng sắc mặt hồng rực, lảo đảo đứng lên nói, ta không được, muốn đi toilet một chút. Tần Thanh thấy nàng bước đi bất ổn, đứng dậy đỡ nàng đi cùng. Gian phòng chỉ còn lại hai người Phương Văn Nam và Trương Dương. Phương Văn Nam nói, ta đối với chất có cồn dị ứng, thực sự là không được. Tiểu Trương chủ nhiệm sẽ không trách ta chứ? Trương Dương lắc đầu, mọi người cùng một chỗ là vui lắm rồi, đâu cần phải nhất định uống tới không say không về. Hơn nữa chai rượu vài ngàn một chai, tất cả hầu như vào bụng ta hết, không biết là hôm nay ta uống bao nhiêu tiền vào bụng rồi. Phương Văn Nam bật cười ha ha, thằng nhãi này xác thực là hài hước, mình lại so đo chút tiền lẻ đó với hắn sao. Hắn ngừng cười, thấp giọng nói, "Tiểu Trương chủ nhiệm, ngày hôm nay uống rượu, một là muốn tiêu trừ những điểm còn không hài lòng về nhau trong quá khứ, hai là còn có một việc ta muốn xin ngươi chỉ điểm." Phương Văn Nam khéo léo nói, Trương Dương không cần nghe cũng biết chắc chắn hắn muốn mình nghĩ cách đối phó cố Minh Kiệt. Trương Dương chậm rãi nhấp một ngụm rượu, thấp giọng nói, phương tổng đối nhân xử thế làm người ta rất thưởng thức, bất qua tính tình cố Minh Kiệt không phải là ngài không biết, hắn đã cho quyết cái gì, thì ta có nói với hắn cũng bằng thừa. Phương Văn Nam nói, ta là người làm ăn, loại sự tình này thực sự là không muốn chút nào. Phương châm của ta luôn là dĩ hòa vi quá, hòa khí có thể phát tài. Bất quá nếu như cố công tử qua phận, ta cũng đành phải kiên trì bồi tiếp thôi. Trương Dương cười thầm, bồi tiếp cái con mẹ nó chứ, người bồi tiếp nổi sao. Sự tình xảy ra rảnh rành trước mắt, nếu như hắn có thể tìm được biện pháp giải quyết thì còn phải quay lại cầu cạnh sao. Lão hẳn là hết đường xoay sở mà thôi. Trương Dương nói, biện pháp thì không phải là không có, bất quá, nói tới đây, hắn cố ý dừng lại một chút. Phương Văn Nam vội nói, xin tiểu trương chủ nhiệm chỉ giáo. Trương Dương cười nói, kỳ thực rất nhiều chuyện người ta cứ làm cho phức tạp lên. Theo như những gì ta được biết thì cố Bí Thư là một người rất nghiêm cẩn chính trục, bình thường ngày đối với con cái luôn quản giáo rất nghiêm khắc. Phương Văn Nam nghe những lời này của Trương Dương mà cảm thấy cũng có chút hợp lý, trường phong ba này tất cả đều là do tả viên triệu muốn lấy lòng cố Duẫn Chi, nhưng cho đến bây giờ cố Duẫn Chi cũng không biết những chuyện gì đang xảy ra tại Giang Thành. Trương Dương lại nhắc nhở hắn, đem chuyện này tiết lộ cho cố Duẫn Chi biết, có lẽ đó là biện pháp duy nhất có thể giải quyết trực tiếp, Trương chủ nhiệm, thế nhưng ta và cô bí thư làm sao có thể muốn nói là nói được. Trương Dương không thể không bội phục sự nhanh nhạy của hắn, mình cũng chỉ là nói chẳng đâu vào đâu, thế nhưng hắn vẫn nắm được điểm then chốt, thực sự là một kẻ quá khôn khéo. Với tình cảnh thực tại, phương thức Trương Dương đưa ra là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Phương Văn Nam nghe ngóng tin tức cũng không phải là ít, hắn cũng biết được nữ tử của cô bí thư có hợp tác với Trương Dương ở Bắc Kinh là bằng hữu của cố minh kiệt, có thể thấy được quan hệ của hắn và cố gia không sai, cho nên hắn lập tức nghĩ đến người thích hợp để đưa thông tin này tới tai cố bí thư chính là thanh niên nhân trước mặt này. Trương Dương nói xong, Phương Văn Nam càng ý thức được sự quan trọng của Trương Dương, tiểu tử này hiện tại gần như là người duy nhất có thể giúp mình, bằng không sự tình ồn ảo nháo lớn thì vô pháp xử lý nổi. Phương Văn Nam cười nói, Trương chủ nhiệm, xin ngươi giúp ta việc này. Mặc dù Phương Văn Nam không uống được rượu, nhưng lần này hắn cư nhiên chủ động nâng chén lên. Trương Dương không có cụm chén với hắn mà lấy điện thoại di động ra, làm cho trước mặt Phương Văn Nam, cố ý gọi cho Cố Giai Đồng, đương nhiên người nói chuyện này cho Cố Duẫn chi chuyện này đương nhiên là Cố Giai Đồng chứ không phải là hắn. Cố Giai Đồng nghe Trương Dương nói sơ qua liền lập tức đồng ý, vô luận nguyên nhân sự tình này là vì sao, nhưng hiện tại Cố Minh Kiện hành động thiếu suy nghĩ, mà quan viện địa phương thì lại ủng hộ hắn làm bậy, nếu như không ngăn cắn nó lại, chỉ sợ sẽ tạo thành điều không hay cho gia đình. Trương Dương cúp máy xuống, trong ánh mắt Phương Văn Nam chỉ có vẻ bội phục và cảm kích, Trương Dương đã cấp cho hắn một món nhân tình thật lớn, tuy rằng trước mắt kết quả còn chưa có, thế nhưng dựa theo suy luận thông thường, Cố Duẫn Chi chắc sẽ không để nhi tử làm càn làm bậy tại Giang Thành, chỉ cần một cuộc điện thoại của Cố Bí Thư, chắc mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Phương Văn Nam gật đầu, khéo môi lộ ra vẻ tươi cười thâm ý, chuyện này nhất định không quên ơn tiểu trương chủ nhiệm. Cố Duẫn Chi nghe được Cố Giai Đồng kể lại, chỉ có nói hai chữ, hồ đồ. Sau đó lẳng lặng ngồi trong thư phòng trầm mặc một lúc lâu. Theo tuổi tác tăng dần, lão suy nghĩ cân nhắc mọi chuyện so với trước kia càng tốn hao thời gian, đây không phải là bởi vì trí lực giảm sút mà là bởi làm mọi việc càng chú ý tới hoàn mỹ hơn, cố gắng để mọi chuyện không để lại một vết tì nào. Đối với một người đã đi tới gần cuối con đường làm quan như lão thì cái gì là trọng yếu? Bảo trì khí tiết tuổi già, bảo trì danh dự của lão. Cố Duẫn Chi tuyệt không cho phép con cái làm danh khí thanh quan của hắn bị bẩn. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Cố Duẫn Chi lập tức mỉm cười, từ tiếng chân bước lão đã đoán được ra là Cố Dưỡng dưỡng tới, hai chân của đứa con gái nhỏ giờ đây mỗi ngày đều cảm thấy khá hơn trước, đây là điều mà lão vui mừng nhất. Cố Dưỡng dưỡng nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy vào, tay bưng một chén cà phê, mặt tươi cười như hoa nói: "Cha, con mới pha cà phê đó, cha nếm thử đi." Cô Duẫn Chi cầm lấy chén cà phê đưa lên mũi ngửi, thơm quá. Nhìn nữ nhi dáng đi có chút tập tế, lão mỉm cười gật đầu, dưỡng dưỡng, cha cảm giác con so với mấy hôm trước đi lại thoải mái hơn rất nhiều. Cô Duẫn Chi gật đầu cảm thán nói, Trương Dương thật sự là một nhân tài a. À. Sau đó nhấp thử một ngụm cà phê mỉm cười, ngon lắm. Cô Dưỡng Dưỡng cười khanh khách, cà phê có thể làm tinh thần tỉnh táo. Mỗi ngày con sẽ pha cho cha một tách cà phê. Cố duẫn chi lại nhập một ngụm nữa sau đó đặt tách cà phê lên bang cô dưỡng dưỡng nhìn một lượt quanh căn phòng rồi thắc mắc hỏi cha sao cha bố trí thư phòng trông hôn ám quá vậy trông có vẻ áp lực quá con nghĩ làm sáng sủa hơn có lẽ tốt hơn cô duẫn chi cười nhà đầu ngốc như thế này cảm giác thanh tĩnh hơn ta còn có nhiều việc cần phải suy nghĩ cho nên cho nên cha đa số thời gian đều một mình ở trong cái chỗ hôn ám này cô dưỡng dưỡng kháng nghị Nữ nhi thốt ra một câu khiến cho cố dẫn chi lần thứ hai rơi vào trong trầm tư, không biết là từ LCS nào, bản thân mình thích sự hôn ám, thích sự cô độc, thời còn trẻ mình đâu có như thế. Lẽ ào quan trường đã cải biến con người, chỗ cao không tránh được lạnh, lẽ nào cứ địa vị cao sẽ cô độc. Ánh mắt nhìn lên khuôn mặt nữ nhi, cố dẫn chi nở một nụ cười hiền hậu mà nhu hòa. Trong ba đứa con thì dưỡng dưỡng hiện tại lão cũng bớt lo lắng đi rất nhiều đứa lớn cố dài đồng thì cá tính mạnh mẽ, độc lập, làm ăn cũng rất khá, chỉ có về mặt hôn nhân là không được hạnh phúc mà thôi, nó và chồng ngụy Trí Thành hôn nhân chỉ như trên danh nghĩa, nếu không phải bản thân lão kiên quyết phản đối tới cùng thì hiện giờ có lẽ cũng đã ly hôn rồi. Tên con trai thì vô cùng đáng chán, lớn như vậy và ham chơi bời lưu lồng, không có một chút lý tưởng nào cả, hỏng bét, hỏng bét. Trước đây, chuyện của cố dưỡng dưỡng là chuyện khiến cho lão lo lắng nhiều nhất, nhưng trước mắt thấy dưỡng dưỡng từng ngày hồi phục, Cố Duẫn Chi rốt cuộc cũng bớt được một khối tâm bệnh. Lão nhẹ giọng nói: Dưỡng Dưỡng, con có định học lên đại học không? Cố Dưỡng Dưỡng mỉm cười nói: Dạ cũng có ạ. À. Gần đây con vẫn học, bất quá vẫn chưa nghĩ sau này sẽ học cái gì. Học cái gì không quan trọng, quan trọng thoải mái là được. Cha, vừa mới nghe cha nói chuyện với dài đồng tỷ, ta lại xảy ra chuyện gì ạ? À? Cố Duẫn Chi gật đầu, nhắc tới thằng nhãi ấy là trong lòng lão lại có chút bực bất quá càng thêm tức giận chính là thái độ của tả viên chiêu. Không hiểu tả viên chiêu nghĩ cái gì mà lại làm như thế. Mục đích là lấy lòng của lão, nhưng làm thật không ngờ là lại làm theo cách cách như đâm vào xương sống người ta vậy. Cố Duẫn Chi trên danh tiếng vẫn là một vị quan thanh liệt, lão tuyệt đối không muốn thấy người ta nói về lão là lấy quyền mưu tư. Tả viễn chiêu làm như vậy chứng tỏ hắn quá thiếu chín chăn trên chính trị. Cố Duẫn Chi thở dài nói, vẫn còn non trẻ. Cố dưỡng dưỡng không biết cha đang nói người khác mà cứ tưởng đang nói nhị ca mình, nhị ca vấp còn ham chơi quá. Cô dưỡng tri ân cần nói, con đi ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt, có như vậy thân thể mới chóng bình phục. Cha, người cũng ngủ đi a, à. sức khỏe chính là tiền đề của cách mạng a. À. Cố dưỡng dưỡng mỉm cười đáp. Cô dưỡng chi lộ ra nụ cười đồng ý. Sau khi cố dưỡng dưỡng rời khỏi, căn phòng lại rơi vào vẻ hôn ám tĩnh lặng vốn có của nó. Câu vừa rồi Cố Duẫn Chi nói là nói tả viên chiêu, lựa chọn tả viên chiêu mục đích vốn là tẩy bài chính đàn giang thành, loại bỏ vây cách gây ảnh hưởng cho hứa thường đức. Mà tả viên chiêu lần này xử lý chuyện Cố Minh Kiện đã biểu hiện ra tích cực lấy lòng Cố Duẫn Chi. Bên người Cố Bí Thư không thiếu gì những kẻ xu nịnh, nhưng người mà Cố Bí Thư cần là một cán bộ ổn trọng, một người có thể dùng ý nghĩ toàn diện, một người có thể biết nhìn toàn cục mà lo lắng, không bị tình cảm và quan hệ làm ảnh hưởng nhiều. Cố Duẫn Chi thở dài, nhắm nghiền hai mắt, có lẽ Tả Viên Chiêu vẫn không phải là sự lựa chọn tốt nhất ở Giang Thành này. Lúc này thì Tả Viên Chiêu vẫn đang ở nhà mình đắc ý, nhưng hắn thật không ngờ biểu hiện nóng lòng của mình lại cực kỳ làm hại hình ảnh của hắn trong mắt Cố Duẫn Chi, khiến cho Cố bí thư một lần nữa phải xem xét kỹ lại hắn. 11 giờ đêm, điện thoại của Tả Viên Chiêu đổ chuông, hắn vội lăn lông lốc từ trên giường chạy ra ngoài nghe Cố bí thư. Thanh âm của Cố Duẫn Chi bình tĩnh mà thư thái, nhưng thanh âm tuyệt đối không ba động một chút tình cảm hay thái độ nào, ta viên chiêu a. À. Chuyện của Cố Minh kiện phiền phức cho ngươi rồi. Cô bí thư, đều là do ta an bài không tốt, cho nên mới để cho Cố cô công tử phải chịu thiệt thòi. Ngài yên tâm, ta nhất định theo lẽ công bằng mà xử lý chuyện này. Cô Duẫn Chi nhàn nhàn nở nụ cười, tính tình đứa con trai này ta biết, ham chơi lêu lỏng, làm nhiều chuyện vô bổ, còn trẻ cứ phải chịu một chút vị đắng mới tốt. Cô bí thư chuyện này không nên trách công tử, ta sẽ thắt chặt chị An thật tốt. Tả Viên Chiêu vẫn không có lĩnh hội được ý tứ cố Dẫn Chi. trong lòng thật sự áp có phần thất vọng. cố Dẫn Chi thấp giọng nói, chuyện này không nên căng quá, làm lớn ra ảnh hưởng không tốt. ta không thích như vậy. Tả Viên Chiêu lúc này mới hiểu được cố Bí Thư muốn mình thu tay lại, hắn liên tục gật đầu. cố Bí Thư yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. được, ta tin tưởng ngươi. cố Dẫn Chi cúp máy. Sau đó lập tức gọi cho Minh Kiện. Cố Minh Kiện vừa nghe một trận giáo huấn của tỷ tỷ xong, thấy số điện thoại của lão gia tử, trong lòng có chút run run, bất quá hắn không dám không tiếp, nghe máy chỉ thấy Cố Duẫn Chi nói bốn chữ, lập tức quay về. Trường Phong Ba bão tác ử ừ ô đế hào thịnh thế này nhờ có Cố Duẫn Chi can thiệp mà trở nên yên ả, bất quá Phương Văn Nam vẫn bày tỏ thành ý, mua một chiếc ô tô mới, công 20 vạn tiền thuốc men chuyển cho Minh Kiện. Phương Văn Nam cũng không quên Trương Dương lần này nếu như không phải hắn giúp đỡ, đế hào thịnh thế không biết còn khốn đốn tới khi nào. Hắn cấp cho Trương Dương một phong bì năm vạn gọi là tiền lì xì, Trương Đại Quan nhận nhìn khinh khỉnh, ném trả lại cho Phương Văn Nam, định làm gì? Để người khác phải chế cười sao? Phương Văn Nam sở dĩ làm như vậy vốn bởi đó là thói quan biểu đạt của hắn, một thương nhân lăn lộn bao nhiêu năm như hắn luôn cho rằng bất luận chuyện gì cũng có cái giá của nó, mà đương nhiên, đã có giá thì phải trả giá, Trương đại quan nhận cười lớn, ta sở dĩ giúp ngươi là bởi vì ngươi sảng khoái, ta đem ngươi coi như bằng hữu. Đối với ta mà nói, bằng hữu đem tiền tài ra nói chuyện là một sự vũ nhục. Nếu trước đây, nghe một tên cán bộ nhãi nhép nói như vậy, hẳn Phương Văn Nam sẽ thấy buồn cười chết mất, hắn thậm chí cho rằng đối phương không biết mình là ai, không biết thế nào là trời cao đất dày. Thế nhưng chứng kiến năng lực của Trương Dương, Phương Văn Nam không hề sinh ra cái cảm giác này mà trái lại còn cảm thấy vui mừng và một chút kinh sợ. Hắn mỉm cười gật đầu, cảm tạ. Hai từ này thực sự là xuất phát ra từ nội tâm. Thời gian Trương Dương trở về Bắc Kinh đã chậm lại so với dự tính hai ngày. Tần Thanh sau hai ngày này, ổn định lại tâm lý xong, một lần nữa trở Xuân Dương, rồi tiếp tục quay trở lại trường Đảng Trung ương tại Bắc Kinh học tập. Còn có một việc nữa là Tô Lão Thái ở Giang Thanh không hợp, thêm nữa tâm tình không được tốt, cho nên muốn quay lại Xuân Dương, Trương Dương liền an bài như văn cường lái xe tới đón. Ngưu Văn Cường chuẩn bị hẳn một chiến Toyota tới Giang Thành đón người, hắn hai ngày nay trong lòng vẫn có chút phiền não. Chuyện tại Giang Thành có chút lớn, tới tối hậu xử lý kết quả ra làm sao, với năng lực và nhãn giới của hắn vô pháp có thể xử lý cái phiền phức như vậy được, thành ra tất cả đều phó mặc mà nghe theo mệnh trời, bất quá hắn không thể ngờ Trương Dương bên kia lại có thể giải quyết hết thảy sự việc trong tĩnh lặng. Buổi trưa gặp mặt Trương Dương cùng Tô Lão Thái, sau đó lại tiếp tục tiếp Mỹ nữ tần chủ tịch huyệt, lúc ly khai ra khỏi giang thành ngưu văn cường rốt cục không nhịn được nữa thấp giọng nói nhỏ với trương dương lão đệ chuyện này thế nào rồi trương dương cười cười quay đầu nhìn mẫu thân và tô lão thái đang ngủ phía sau tần thanh đang ngồi đọc báo ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn đang quay lại nhìn mình khuôn mặt xinh đẹp không khỏi nóng lên hai má đỏ ửng cả lên ngưu văn cường tử kính chiếu hậu thấy biểu tình của tần thanh trong lòng thầm mắng trương dương a à, trương dương con mẹ nó Tiểu tử này thật là Diễm Phúc Tề Thiên A, à, nói không chừng ngay cả mỹ nữ chủ tịch huyện này cũng của hắn luôn rồi cũng nên. Trương Dương cảm thấy hết sức hài lòng mà xoay người lại. Từ lần bị Song Quy này, thái độ của Tần Thanh với hắn thay đổi rất nhiều. Xem ra Song Quy của đảng ta cũng không phải là không có ích, ít nhất là cũng có cơ hội đồng cam cộng khổ, xúc tiến tình cảm hai người phát triển. Hắn vừa nghĩ vừa mỉm cười, cầm chai nước lên uống một ngụm, vừa đưa ô vào mồm thì Nghiêu Văn Cường phanh cái kít lại khiến cho hắn bị sặc nước, ho khan một trận kịch liệt, cả tiếng nói ta kháo. Đừng đùa kiểu đó chứ. Vẻ mặt Ngưu Văn Cường rất vô tội nhìn hắn, hất hàm về phía trước, nhìn ra phía đường cái, có con bò đang chậm rãi tiêu sái mà đi. Ngưu Văn Cường phiền muộn lầm bầm, năm nay không biết có phải năm hạn của ta không nữa. Bao nhiêu việc không may, bây giờ ngay quả xúc sinh cũng không qua được. Trương Dương ha hả bật cười, tần thanh phía sau đưa cho hắn cái khăn tay, trương dương lau đi nước trên người đợi xe bắt đầu chạy rồi mới nói chuyện này xong rồi người ta không cần ngươi xin lỗi không cần tiền thuốc men của người phần trăm hoa hồng của kim khải việt cũng không đổi ngưu văn cường trợn mắt nhìn trương dương hắn thực sự không tin vào cái lỗ tai cẩu mình nữa thực sự đương nhiên là thật chính phương văn nam nói ra thì hẳn là có thể tin được rồi tần thanh ở sau lưng nói đầy thâm ý không phải là người ta cho ngươi một bữa là mời được ngươi đó chứ Trương Dương cười nói, ta đi ăn đó là cấp cho hắn mặt mũi. Bất quá người này cũng rất có con mắt, làm việc cũng sảng khoái, có thể quan hệ được. Như Văn Cường thực sự là vừa mừng vừa sợ, hắn thật không dám tưởng tượng mọi chuyện lại có thể dễ dàng giải quyết đến như thế. Hơn nữa Trương Dương và Phương Văn Nam lại còn kết giao bằng hữu. Trong mắt Như Văn Cường, Phương Văn Nam thuộc về dạng nhân vật cao không thể bàn. Hắn mỉm cười nói có cơ hội giới thiệu Phương Tổng cho ta quen biết một chút A à huynh đệ, tối nay ta an bài tại kim khải việt mời mọi người ở đây dùng bữa hắn hướng ba người ngồi sau nói hai bác và tần chủ tịch cũng tới luôn a à. ta làm tiếc tẩy trần cho tất cả mọi người tần thanh nhẹ nhành cười nói không được rồi ta phải chờ về ủy ban huyện từ lúc xảy ra chuyện tới giờ thực sự là mệt mỏi quá ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi từ lập hoa và tô lão thái đối với cái sự này cũng chẳng có hứng thú gì như văn thấy vậy cũng không miễn cưỡng về tới xuân dương Tần Thanh An bài tô lão thái ở lại nhà khách huyện ủy Xuân Dương luôn, từ lập hoa thì về nhà một chút, dù sao cũng đã một thời gian chưa về nhà rồi, sau đó lại tới nhà khách huyện bồi tô lão thái. Tần Thanh cũng ở lại đó hàn huyên với hai người một lúc sau đó mưa oi trở về nơi ở của mình. Trương Dương thì đã sớm bị Ngưu Văn Cường lôi đi, lúc này tâm trạng của Ngưu Văn Cường là rất thoải mái. Ngưu Văn Cường cũng mới mở một cái phòng tắm hơi mát xa. Biết tin Trương Dương trở về, bọn Triệu Tân Vĩ, Khương Lược, Đỗ Vũ Phong cũng rất nhanh tề tựu về đó. Bởi vì chỗ này còn chưa chính thức khánh thành, cho nên người tới đây rất ít, buổi chiều ngoại trừ bọn họ thì hầu như chẳng còn ai. Năm người ngâm mình trong bể nước nóng, tảng đá đè nặng trong lòng Đỗ Vũ Phong và Ngưu Văn Cường rốt cuộc cũng xóa đi, hai người tự nhiên rất thoải mái, đây cũng là điều bình thường sau khi con người ta thoát khỏi một cái áp lực lớn. Ngưu Văn Cường cười nói, tắm tại chỗ nhà mình thoải mái thật, ta phát thể sau này không bao giờ ra ngoài tắm nữa triệu tân vĩ cười nói căn bản là các ngươi không thành thật cứ tắm bình thường thì nào có nhiều sự phiền toái vậy chứ đỗ vũ phong cố làm ra vẻ nói văn cường ta nói ngươi từ sau chú ý một chút cứ làm bừa như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện hắn nói như sự việc không hề liên quan chút nào tới hắn vậy khương lượng ngồi cạnh hắn tự nhiên nhích người lùi ra xa hắn đỗ vũ phong khó hiểu hỏi gì chứ khương lượng cười nham hiểm con mẹ nó ta sợ người bị bệnh sinh dục cả đám người nhất thời cười ồ lên, Đỗ Vũ Phong xông tới chỗ Khương Lược, rất nhanh như Văn Cường cũng tham gia vào chiến đoàn. Ẩu đả xong một lượt, Trương Dương nói, Đỗ Ca, ngươi nói chuyện giúp ta với Lão Lưu chưa? Tay Đỗ Vũ Phong dập lên chán mình cái, chát ta kháo. Ta lại quên mất rồi, cơ mà Trương Dương cũng chẳng trách được hắn, hai ngày hôm nay tâm trí của hắn đều đặt ở chuyện xảy ra tại đế hào thịnh thế, nào có tâm tư mà lo lắng chuyện khác đỗ phú phong nói để ta gọi điện cho lão trương dương lắc đầu nói thôi bỏ đi dù sao ngày mai ta cũng đi thanh thai sơn nói chuyện với lão luôn cũng được trương dương đã đáp ứng với tô lão thái đưa bà tới thanh thai sơn du lịch gọi là để giải tỏa tâm trạng triệu tân vĩ nói nếu không thì ngày mai tất cả tới thanh thai sơn đi du ngoạn một chút thuận tiện ăn thịt lừa đỗ phú phong cười nói tới thanh thai sơn khẳng định phải tới chỗ lưu đại trụ ăn thịt lừa rồi audio điện tử võ tấn bền. Nhiều Văn Cường khen, cũng tốt, Đỗ ca thân thể khỏe mạnh, ăn thịt lừa nữa, sợ là chị dâu không được rồi. Đỗ Phú Phong mắng, im cái miệng của ngươi lại đi. Ta thuần khiết thế này, danh tiếng đều bị các ngươi phá hủy cả. Ngươi thuần khiết, thuần khiết như con lừa trên thanh thai sơn A. Trương Dương đi ra ngoài lau người, Khương Lượng cũng đi theo hắn luôn. Chuyện tình vừa rồi đối với bọn hắn xúc động khá lớn mấy người bọn họ tại xuân dương đều là những nhân vật có số có má thế mà lần này tới giang thành suýt nữa thì bị người ta làm cho không ngẩng đầu lên được nếu như không phải là có trương dương xuất thủ thì lần này bọn họ nguy to khương lượng cũng là một người có năng lực hắn vốn rất muốn thăng tiến hiện tại chỉ là một cán bộ cấp chính khoa qua sự việc vừa rồi ham muốn thăng tiến lại càng dâng cao hơn khương lương thấp giọng nói huynh đệ gần đây phân khu khai phát ở giang thành đang chống một cái Ta muốn hoạt động một chút." Hắn nói những lời này chính là xin Trương Dương giúp đỡ, chuyện tối đó hắn có thể nhìn ra được, quan hệ của Trương Dương và Điền Khánh Long khá tốt, tuyệt đối có thể nhiều ô và được những chuyện như thế này. Trương Dương có chút kinh ngạc, "Khương ca, người ở Xuân Dương đang ngon lành, một mình một cõi thế nào đột nhiên lại muốn rời đi?" Khương Lượng cười cười, hắn cũng không giấu giếm mà nói, "Ta còn muốn thăng tiến, ở lại cái địa phương nhỏ bé như Xuân Dương này thì hết đường rồi." hơn nữa năm nay cháu trai người cũng đi học ở trường tiểu trực thuộc sư phạm Giang Thành. Tẩu tử người cũng vì thế mà chuyển công việc, trên cơ bản cũng đã xác định tới cuối năm sẽ chuyển tới ngân hàng thương nghiệp Giang Thành. Hiện tại nhi tủ vẫn đang để ở nhờ nhà ngoại, ta đương nhiên không muốn gia đình lại mỗi người ở một chỗ như thế. Cũng vì hai nguyên nhân đó cho nên mới có tâm tư như vậy. Hắn nói rất huyền chuyển, nghe với ý tứ chính vẫn một nam nhân rất biết lo cho gia đình phân khu khai phát ở Giang Thành sao? Hình như chính là chỗ Cát Xuân Lệ vừa nghỉ. Trương Dương bỗng nhiên tớ tới lúc trước Lý Trường Vũ tới Giang Thành từng đem Cát Xuân Lệ an bài ở đó. Cát Xuân Lệ đã từ trước rồi, nghe nói là bởi vì có liên quan với Lý Phó Thị Trường. Khương Lượng nói làm cho Trương Dương có chút kinh ngạc, Cát Xuân Lệ tuyệt đối là một nữ nhân trọng tình trọng nghĩa. Nàng ta nói, chỉ cần nàng ta còn sống, nàng ta sẽ vẫn chờ đợi, đợi cho tới ngày Lý Trường Vũ được ra. Lý Trường Vũ đã ở tại nhà khách Loan Sơn gần một tháng, trong một tháng này, đầu tiên là người từ ban kỷ ủy Trung ương tới điều tra hắn, sau đó lại đổi thành ban kỷ ủy của tỉnh. Từ lúc bị xong quy, Lý Trường Vũ liền bắt đầu để dâu, người gầy đi rất nhiều, thế nhưng tinh thần vẫn rất tốt, vô luận là người của ban kỷ ủy Trung ương hay kỷ ủy tỉnh đều đã được lãnh giáo ý chí cứng cỏi của vị phó thị trường này. Tại sự việc đầu tư khai phá thanh thai Sơn, quan điểm Lý Trường Vũ rất rõ ràng, hắn kiên trì giữ vững ba điều một là chuyện đầu tư khai thác thanh thai sơn không hề có động cơ cá nhân nào hai là trên chính sách chiêu thương không hề có sai lầm ba là chuyện này hoàn toàn là một mình hắn làm tuyệt không liên quan tới các quan viên khác an gia đã xuất ra chứng cứ chứng minh số tiền đầu tư là rõ ràng sự việc tự nhiên là dễ dàng giải quyết đây là nguyên nhân ban kỷ ủy trung ương tới cho nên họ cũng rời đi hiện chỉ còn ban kỷ ủy tỉnh điều tra về vấn đề kinh tế của lý trường vũ Lý Trường Vũ tại phương diện này trả lời biểu hiện ra sự cơ trí hơn người của hắn, hắn nói bản thân liêm chính đại hối không thu, tiểu hối bất cự quà lớn không thu, quà nhỏ thì nhận. Bất cứ quà tặng gì, từ tiền bạc, đồ quý, cổ phiếu chứng khoán, tất cả những thứ đó đều chưa bao giờ nhận. Những món quà nhỏ cũng chỉ giới hạn trong thuốc lá, rượu bia các kiểu, nhưng hắn cũng chỉ nhận trong tiêu chuẩn bản thân đề ra, thuốc không nhận hơn một cây, rượu không lấy quá hai bình. Hắn nói lãnh đạo không nhận hối lộ, nhưng những món quà nhỏ biểu thị tình cảm thì cũng không nên từ chối, nói gì thì làm người với người, biểu thị tình cảm là một điều hoàn toàn bình thường. Cái này về nguyên tắc đảng không sai, về đối nhân xử thế cũng đúng. Hắn làm quan vẫn liêm chính, mà vẫn không quá cứng nhắc, vẫn gần gũi với quần chúng và đồng chí, cái này cũng chính là điều là đảng đã giáo dục người lãnh đạo phải luôn sâu sát với nhân nhân. Người Trung Quốc vẫn luôn chú ý lễ nghĩa, nếu người cứ chẳng phân tốt xấu gì lập tức đuổi khách ra khỏi cửa sau này sẽ chỉ nhận được phản ứng không tốt từ quần chúng mà thôi. Lý Trường Vũ trình bày một thôi một hồi, khiến cho mấy người của ban kỷ ủy tỉnh nghe xong mà há mồm, nhưng mỗi người đều phải thừa nhận một điều là Lý Trường Vũ nói rất có đạo lý, cái này cũng là điều rất thông thường, người làm lãnh đạo từ trung ương tới địa phương ai mà trả như vậy, nhẹ nhàng thì vân yên, hồng tháp sơn, không thì cũng trung hoa hay mấy thức đầu ngoại. Về phần vấn đề tác phong sinh hoạt, Lý Trường Vũ cũng nói rất thản nhiên, ta là cán bộ lãnh đạo, nhưng cũng là người chứ đâu phải thánh nhân. Ta thừa nhận tác phong sinh hoạt có chút vấn đề, bất quá ở đây hoàn toàn là tình cảm chứ không hề có sự tư lợi nào. Mà các xuân lệ từ trước càng khiến Lý Trường Vũ có cơ sở tụ tin nói điều đó. Vấn đề tác phong có thể làm hỏng tiền đồ, thế nhưng dựa vào đó mà muốn đưa một người vào ngục thì không được. Ban kỳ ủy tỉnh qua nhiều lần dài dòng điều tra xét hỏi cũng không có tra ra điều sai phạm gì lớn, liền làm báo cáo chi tiết gửi lên trên, Bản báo cáo này bây giờ tới tay bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Chi, Cố Duẫn Chi xem xét kỳ một hồi, sau đó nở một nụ cười. Chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Hạ Bá Đạt đang ngồi ở ghế sofa, hắn đang vô cùng chú ý từng biến hóa trên nét mặt cậu Cố bí thư. Cố Duẫn Chi xem xong bản báo cáo, chậm rãi đặt lên bàn, sau đó tháo cái kính đặt xuống bàn, lấy tay day day sống mũi một cái, rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà, Lý Trường Vũ cũng thật là cứng miệng. Hạ Bá Đạt cười nói, nếu như là trước giải phóng, nhất định cũng sẽ là một nhân vật lớn. Cố Duẫn Chi bỗng nhiên nói, chịu đựng được những khảo nghiệm khắt khe là tố chất tối thiểu một cán bộ lãnh đạo của quốc gia cần phải có. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Bá Đạt, người thấy hắn thế nào? Hạ Bá Đạt lắc lắc đai à, hắn nói chuyện vốn rất cẩn thận, nhưng hắn biết cố Duẫn Chi không thích thuộc hạ cẩn thận quá mức, có những lúc phải mạnh dạn nói ra quan điểm của mình. Nhưng trước hết những quan điểm này không nên trái ngược với ý của lãnh đạo, nếu không thì thật sự là không hay rồi. Hạ bá đạt từ ngày theo cố dũng chi tới giờ đã được 12 năm, đối với tình tình cố dũng chi thế nào hắn rõ ràng, thế nhưng cũng chỉ là hơn so với người khác, chứ cho đến bây giờ hắn vẫn không dám tự nhiên là hoàn toàn lý giải được cố bí thư. Mặc dù 12 năm qua, hiểu biết cậu hắn về cố dũng chi ngày càng tăng, nhưng cảnh giới của cố bí thư thì cũng mỗi càng một đề thăng, hơn nữa tâm tư con người không phải là lúc nào cũng có thể nắm bắt được. Hạ bá đạt có chút lo lắng, thấp giọng nói, cô bí thư, có chuyện ta vẫn chưa có đề cập qua với ngài. Cô Duẩn Chi gật đầu, ý nói hắn cứ nói tiếp. chương 109, suy tính sâu xa. Hạ bá đạt lại nói tiếp, gần đây giai đồng thường hỏi ta chuyện của Lý Trường Vũ. Cô Duẩn trí nhíu nhíu mày, ngẫm lại hắn mới nhớ ra, dạo trước con gái cũng thường hay hỏi hắn chuyện tình liên quan tới vụ việc dự án khu du lịch núi thanh thai hạ bá đạt không thấy cố duẫn trí nói gì lại tiếp tục nói tiếp ta nghe nói lý trường vũ là cha nuôi trương dương mà giai đồng lại quen biết với trương dương ta nghĩ giai đồng quan tâm tới chuyện của hắn cũng vì trương dương nhờ cậy cô duẫn trí chậm rãi để chén trà xuống khét than thở mối quan hệ trốn quan trường đúng là rắc rối phức tạp lý trường vũ là bạn thời đại học với hồng vĩ cơ mà Hồng Vĩ cơ lại là bạn học cùng trường đảng với Hứa Thường Đức, chính những điều lệ này khiến việc triển khai công tác trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Đều là thành viên trong chính quyền, đều là đảng viên vậy mà lại kéo bè kéo cánh kết bè phái, lúc thì bao che giấu giếm khuyết điểm cho nhau, lúc thì đấu đá lẫn nhau chẳng khác gì mấy bang phái xã hội đen. Loại hiện tượng này nhất quyết phải phá bỏ, nhất quyết phải thanh lọc loại cán bộ tha hóa biến chất như vậy. Hạ Bá đạt cẩn trọng thấp giọng hỏi, vậy chuyện tình ở Giang Thành phải xử lý như thế nào? Cô Xuân trí ý vị thâm trường mỉm cười nói, bên cạnh đó cũng có nhiều cán bộ, nhiều đảng viên gương mẫu đáng để chúng ta học tập, ta thấy Lý Trường Vũ là người có phẩm chất, có tài năng. Hạ bá đạt cũng bị cô Bí Thư làm cho hoa mắt chóng mặt, hắn vẫn tưởng rằng cô Bí Thư vẫn kiên quyết xử phạt Lý Trường Vũ, nhưng mà nghe giọng điệu thì dường như cô Bí Thư lại có ý định khác. Hắn cũng không dám nói năng tùy tiện, sợ nói sai lại bị cô Bí Thư trách mắng, chỉ có thể lẳng lặng đứng một bên nghe cô Bí Thư giảng đạo tiếp. Cố Duẫn Trí cầm bản báo cáo trên bàn lên nói, Lý Trường Vũ thì không điều tra ra được vấn đề gì quá lớn, chỉ riêng vụ việc của Phùng Ái Liên mới đáng phải quan tâm. Thực chẳng biết đồng chí thường đức điều hành kiểu gì mà nhiều năm như vậy rồi lại để chuyện này diễn ra lâu như vậy. Giờ thì hay rồi, càng điều tra càng thấy nhiều vấn đề bất cập hơn, nếu không kịp thời xử lý thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích dân chúng, lợi ích nước nhà. Hạ bá đạt cũng không rõ ràng chuyện của Phùng Ái Liên, hắn thấp giọng hỏi nhỏ, sự việc nghiêm trọng lắm sao? Cô Duẫn Trí chậm rãi gật gật đầu, liên đới rất nhiều người, mà Lê Quốc Chính hẳn cũng không tránh khỏi phải gánh chịu trách nhiệm, chuyện này mới là trọng điểm. Hắn giả bộ dạng vô cùng đau đớn nhấn mạnh, chúng ta là công bộc của dân vậy mà lại có những kẻ tham ô hối lộ tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng. Trong nội bộ đảng, trong nội các chính phủ vẫn tồn tại một nhóm nhỏ những gã cán bộ xa hóa biến chất làm ảnh hưởng tới danh dự của toàn tập thể, chúng ta nhất quyết không thể tha thứ, phải đào thải, thanh lọc triệt đề. Hắn dừng lại trầm ngâm một chút như để bình tĩnh lại rồi lại thấp giọng nói tiếp, tỉnh ủy đã lập chuyên án về vụ việc của Phùng Ái Liên, bởi vì Lê Quốc chính là chồng nàng ta, có thân phận tương đối mẫn cảm nên đã đệ đơn xin từ chức. Những lời này của hắn cũng ám chỉ rằng, cho dù Lê Quốc chính có chủ động xin từ chức đi chăng nữa cũng đừng mong thoát khỏi phải gánh trách nhiệm. Có người nào phù hợp chưa? Hạ Bá đạt đánh bạo hỏi thẳng Cố bí thư một câu bởi nhẽ hắn thực sự không đè nén nổi sự ham muốn của mình lại. Kỳ thực theo Cố bí thư lâu năm như vậy rồi nhưng hắn vẫn muốn được ra ngoài công tác, tuy rằng vẫn được Cố bí thư cân nhắc cấp bậc được đề cao không ít nhưng thực chất hắn vẫn chỉ là một gã thủ hạ, một người chuyên xử lý sự vụ của Cố bí thư mà thôi. Theo Cố bí thư càng lâu, càng nhìn nhiều cái uy thế bước người của Cố bí thư hắn càng ao ước được cái cảm giác đứng trên tất cả mọi người, khát vọng được nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Để mà bất kỳ kẻ nào cũng đều phải khiếp sợ cái uy thế của hắn Thấy vẻ mặt đầy chờ mong đầy khát vọng của hạ bá đạt mà trong lòng cố dưỡng trí âm thầm buồn cười Trình độ nhẫn nại của hạ bá đạt vẫn chưa đủ, chưa thể làm việc lớn được Nhưng nghĩ lại hắn ta cũng đã theo hầu hạ mình nhiều năm Lại một lòng trung thành tận tụy Cố dưỡng trí cũng tự nhủ trước khi về hưu sẽ sắp xếp cho hắn một vị trí thích hợp Coi như bù đắp cho hắn những tháng ngày khổ cực Chỉ có điều đó là chuyện của sau này trong cơn lốc chính trị lần này hắn không tính đến việc đưa Hạ Bá Đạt vào. Cô Duẫn Trí lại nói tiếp cũng là để cắt đứt sự hy vọng của Hạ Bá Đạt, ta đã đề bà Tả Viên Triệu đảm nhiệm chức vụ thị trưởng thành phố Giang Thành, sẽ sớm đưa ra để ủy ban thường vụ tỉnh ủy thảo luận biểu quyết. Trên mặt Hạ Bá Đạt thể hiện rõ sự tiếc nuối, nếu như cô bí thư đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ phải như vậy, tuy nói phải thông qua ý kiến của ủy ban thường vụ tỉnh ủy nhưng thật ra chưa bao giờ họ phản bác lại ý kiến của cô bí thư cả hạ bá đạt trầm ngâm cân nhắc lại câu chữ một chút rồi mới dám mở miệng nói trước kia tả viên triệu giữ chức cục trưởng cục tài chính giang thành mới được thăng chức phó thị trưởng mấy tháng nay nếu như đảm nhiệm vị trí nặng như vậy sợ rằng có hơi thiếu kinh nghiệm hay không cô duẫn trí cười nói cũng có lẽ hắn hơi thiếu kinh nghiệm một chút bất quát nhiệt huyết cùng năng lực thì có thể so sánh với nhiều lão đồng chí lâu năm ấy chứ lãnh đạo giang thành cũng đâu phải chỉ có mình hắn kinh nghiệm thì có thể từ từ bồi dưỡng được những lời này của hắn muốn nói đây là quyết định cuối cùng. Lúc này hạ bá đạt cũng chỉ có thể âm thầm hâm mộ gã tả viên triệu số sao 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 chó, mà lúc người ta hâm mộ thì song song đó thường tự cảm thán số phận mình hầm hưu, rồi thì trách ông trời bất công. Cô Duẩn Trí không thèm để ý hạ bá đạt đang trầm ngâm suy nghĩ một bên, chỉ hờ hững buông một câu, năm trước đảng bộ tỉnh ủy thành lập một khóa đào tạo nghiệp vụ thị trường, người tới trường đảng tìm hiểu rồi ghi danh, chủ yếu là học về ý thức tự giác kỷ luật tiện thể gọi cả Lý Trường Vũ theo học luôn. Hạ bá đạt nghe mà cả người chấn động, những lời này của cô Bí Thư chính là ám chỉ sau vụ việc vừa rồi Lý Trường Vũ không những không bị ảnh hưởng tới tiền đồ mà ngược lại, còn đường làm quan lại rộng mở thanh thang, rất nhiều khả năng còn tiến lên những bước cao hơn. Tuy vậy hắn cũng không hiểu rõ ràng lắm, ban đầu cũng chính cô Bí Thư một tay vùi dập Lý Trường Vũ, sao bây giờ lại thay đổi chủ ý vớt hắn lên. Vậy đến tột cùng là cô Bí Thư đang suy tính điều gì? Thực ra ban đầu Cố Duẫn Trí muốn lợi dụng chuyện của Lý Trường Vũ, nâng tầm ảnh hưởng của vụ việc núi Thanh Thai để thanh lọc trừ bỏ tất cả chướng ngại ở Giang Thành mục đích làm sức ảnh hưởng của Hứa Thường Đức. Mà đột nhiên Lê Quốc Chính lại xảy ra chuyện không may, điều này càng khiến kế hoạch của hắn thuận lợi hơn dự định, rồi thì lại tới chuyện của con trai hắn ở Giang Thành khiến hắn phải chú ý tới Tả Viên Triệu. Hai sự việc đồng thời xảy ra khiến hắn thay đổi chú ý ban đầu chút ít, nhân cơ hội lần này đưa Tả Viên Triệu lên làm thị trưởng thành phố Giang Thành. Cố Duẫn Trí cũng biết hắn không còn tại vị được bao lâu nữa, bởi vậy hắn không cho phép mình thất bại, thậm chí không được có bất kỳ sai lầm nào dù chỉ là nhỏ nhất. Lúc Lý Trường Vũ bị ban kỷ ủy bắt giữ để điều tra, hắn mới phát hiện ra tố chất chính trị vượt trội của Lý Trường Vũ, và cũng từ đó hắn mới bắt đầu lưu ý tới Lý Trường Vũ hơn, bắt đầu tìm hiểu quá trình Lý Trường Vũ đi lên từ bước đầu tới tận bây giờ. Lúc này Cố Duẫn Trí mới biết, sở dĩ hứa thường đức để thăng lý trường vũ vượt cấp lên vị trí phó thị trưởng thường trực là bởi vì hứa thường đức muốn bộ đôi lý trường vũ cùng hồng vĩ cơ áp chế lê quốc chính chứ thực ra giữa hai người không có quan hệ gì thân thiết cho lắm hơn hết cố duẫn trí là người thích dùng những phương án dự phòng nếu như lý trường vũ chịu được khảo nghiệm lần này chứng tỏ được hắn thực sự là một đảng viên gương mẫu thì cố duẫn trí cũng thật lòng bồi dưỡng hắn cho hắn một cơ hội chứng minh tố chất chính trị của mình chứng minh xem hắn có thực sự có khứu giác chính trị nhạy cảm hay không. Lê Quốc chính thân là thị trưởng thành phố Giang Thành vậy mà từ lúc vợ là Phùng Ái Liên, nguyên giám đốc nhà máy sản xuất dược phẩm Giang Thành bị cáo buộc tội danh tham ô của công, tuy rằng hiện nay vẫn còn đang điều tra làm rõ tình hình cụ thể nhưng hắn liền giả bệnh xin nghỉ phép dài hạn rồi mới đây đệ đơn xin từ chức. Bằng vào trực giác cố dẫn trí cũng đoán rằng lần này Lê Quốc chính khó lòng thoát khỏi trách nhiệm liên đới. Mà hắn cũng dự định lợi dụng chuyện lần này, nâng tầm ảnh hưởng lớn hơn nữa để một lần thanh lọc toàn bộ bộ máy chính trị ở Giang Thành, rồi tái cơ cấu lại từ đầu. Còn chuyện của Lê Quốc Chính, cố Duẫn Trí cũng không muốn tự mình xử lý vụ này, vì dù sao trước kia hứa thường Đức cũng giữ chức vụ bí thư thành phố Giang Thành nhiều năm, việc này xảy ra chắc cũng từ lúc hắn còn đang tại vị ở Giang Thành, vì vậy chuyện này giao cho hắn xử lý là thích hợp nhất. Mà hơn hết, hứa thường Đức cùng Lê Quốc Chính cũng không có giao tình gì, mà ngược lại giữa hai người vẫn thường ngầm đấu đá lẫn nhau, Chính vì vậy mà cố duẫn trí mới tin tưởng rằng, hứa thường đức chắc chắn sẽ trí công vô tư xử lý công bằng chuyện này. Còn hứa thường đức, dạo gần đây hắn cũng phiền muộn không ít, tuy rằng đã giải quyết xong xuôi chuyện tình dự án núi thanh thai nhưng mà người thông minh đều nhận ra chính cố bí thư đã lợi dụng chuyện này chặt vây cánh của hứa thường đức, làm suy giảm sức ảnh hưởng của hứa thường đức ở khu vực bắc bộ tỉnh Bình Hải. Tuy rằng lần này hứa thường Đức đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thay đổi được mấy cục diện định sẵn, cũng từ đó hắn mới nhận ra mưu trí cùng tâm cơ của cố duẫn trí cao hơn hẳn hắn một bậc. Có lúc hứa thường đức thậm chí còn thấy bi quan tự ti, hắn sợ rằng sẽ không trụ được đến khi lão cáo giả cố duẫn trí về hưu. Nhiều lúc hắn cũng thấy hối hận, hối hận vì đã chọn tỉnh Bình Hải mà không phải Bắc Nguyên. Nếu như từ đầu hắn chọn Bắc Nguyên thì cũng không phải gặp nhiều rắc rối như bây giờ, chắc hẳn sẽ yên yên ổn ổn làm cái chức chủ tịch tỉnh của hắn. Lần thứ hai trở lại xã Hắc Sơn Tử, lần thứ hai trương dương trở lại nơi bắt đầu sự nghiệp làm quan của mình chẳng hiểu sao một loại tình cảm thân thiết cứ dâng trào trong lòng từng ngọn cây tảng đá ở đây đều rất quen thuộc với hắn bởi vì còn phải làm hướng dẫn viên cho tô lão lên thanh thai sơn du lịch nên trương dương cũng không dừng lại đây lâu được mà chỉ đi loanh quanh ôn lại kỷ niệm cũ rồi trực tiếp đến thẳng thôn thanh hà thấy trương dương cứ nhìn ngó những căn nhà xây dở dang dọc hai bên đường đi đỗ phú phong cũng biết chút sự tình ở đây nên giải thích cho trương dương biết từ lúc có tin đồn an lão không đầu tư vào núi thanh thai nữa ngay lập tức dân chúng liền dừng không xây dựng mấy quán xá nhà trọ này nữa. Rất nhiều hạng mục công trình cũng bị ủy ban ngừng thi công, bởi vậy mới thành ra tình trạng hiện giờ. Đỗ Phú Phong lại thở dài lắc đầu cảm thán nói tiếp, dân chúng ở xã Hắc Sơn Tử bị an ra làm khổ nhiều quá, trước thì có đại tướng cướp an đại hộ tử, giờ thì có an chí viễn khiến dân chúng xã nhà thiệt hại nhiều quá, Trương Dương cười cười cũng không giải thích cho hắn hiểu nguyên nhân sâu xa tại sao An Lão lại không chịu đầu tư nữa. Đoạn thời gian này thực sự An ra gặp nhiều khó khăn, không biết còn trụ được không nữa chứ đừng nói gì đến chuyện đầu tư buôn bán làm ăn. Đi hết đoạn đường được tráng nhựa cẩn thận xe liền trồng trành sóc nảy lên liên tục. Đỗ Phú Phong cười khổ nói, lần này thì xã nhà thảm rồi, tài chính vốn đã eo hẹp lại còn đổ hết vào xây dựng đường xá cùng khách sạn, nếu như An Lão thực sự không đầu tư nữa thì số tiền này xã nhà mất trắng rồi, không cách nào hoàn vốn lại được nữa. Trương Dương mỉm cười nói, núi xanh còn đó sợ gì thiếu củi đốt. Điều kiện thiên nhiên núi thanh thai tốt như vậy, nếu như An ra không đầu tư nữa thì chắc chắn sẽ có người khác nhảy vào khai thác đầu tư ngay. Bởi lẽ trước đây An Lão đã điều tra tỉ mỉ khả năng kinh tế nơi đây rồi mới quyết định đầu tư, điều này chứng tỏ nơi đây có tiềm năng rất lớn. Hơn nữa ta đã bàn tính qua với tần chủ tịch Việt lần tới lên Bắc Kinh ta sẽ kêu gọi người tới đây đầu tư tiếp. Tô lão ngồi phía sau ô tô đột nhiên mở lời, mấy chục năm trước ta đã từng tới đây, ta vẫn còn nhớ kỹ phía trước có đền thờ thì phải. Đỗ Phú Phong xoay người lại cười nói, đúng vậy, đó cũng là cột mốc đánh dấu cổng vào thôn Thanh Hà. Lão thái thái có trí nhớ tốt thật đó. Tô lão cười nói, lúc đó ta vẫn còn trẻ, sức khỏe cũng tốt lắm, làm một hơi từ thôn Thanh Hà trèo thẳng lên đỉnh núi Thanh Thai lên tận tử Hà Quan dâng hương nữa mà. Nghe Tô Lão nói Trương Dương mới nhớ ra hôm nay là mùng 1, Tô Lão yêu cầu tới đây sớm thì chắc 89 phần là muốn lên tử hà quan dâng hương rồi, có lẽ Tô Lão muốn xin Lý Trường Vũ được bình an. Vừa vào cổng thôn Thanh Hà liền thấy Lưu Truyện Khôi đang ngồi sổm hút thuốc bên vệ đường, thấy xe của Trương Dương tới hắn mới chậm chậm đứng lên đi tới. Trương Dương mở cửa xe nhảy xuống rồi kín đáo rút ra hai phong bì đỏ đưa qua cho hắn, thấp giọng nói, lâu lắm mới gặp lão bí thư chi bộ, phải chăng vẫn nhớ ta suốt đó chứ? Lưu truyện khôi trừng mắt tức giận mắng lớn, "Nhớ cái đầu ngươi ấy. Từ lúc quen ngươi tới giờ ta toàn bị ngươi hãm hại. Ta cho xây dựng không ít nhà trọ trong thôn vậy mà bây giờ lại thành ra thế này đây, hơn nữa xã nhà cũng chẳng chịu quyết toán giải ngân cho bọn ta đồng nào." Trương Dương vô tâm cười nói, "Xã không chịu giải ngân trả tiền cho ngươi thì liên quan gì đến ta? Hiện giờ ta là chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện, không hề dính dáng gì tới sự vụ của xã Hắc Sơn Tử nữa nha." tất cả cũng đều do ngươi cả, nếu như không phải do ngươi ba hoa trích chòe vẽ ra cái cảnh tượng núi thanh thai sau này hoành tráng ra sao thì ta sao có thể kêu gọi được người trong thôn bỏ vốn tu sửa đường xá cùng xây dựng khách sạn được. Hiện tại thì sao, giờ thì hay rồi, tất cả đều bỏ hoang hết, ai trả tiền cho bọn ta đây? Trương Dương Tùm tỉm cười nói, đó là do ngươi hám tiền, muốn nhân cơ hội này kiếm chút tiền phi nghĩa nên mới vội vàng đâm đầu vào như vậy, đến giờ bị vố đau rồi mới quay ra hỏi tội ta là sao? bị Trương Dương hỏi lại mà lưu chuyện khôi cũng cứng họng không trả lời được, tay cứ cầm điếu thuốc lá chỉ thẳng mặt Trương Dương cả ngày chẳng nói được câu nào. Đỗ Phú Phong thò đầu ra ngoài cửa xe cười nói, lão lưu bí thư chi bộ, người việc gì phải đấu khẩu với hắn làm gì cho mệt. Mọi chuyện thì cũng đã rồi đứng đó cãi nhau thì giải quyết được cái gì. Thôi thì lên xe đi cùng lên núi chơi một chuyến cho khuây khỏa. Tuy rằng trong lòng tức giận thật đó nhưng lưu chuyện khôi cũng là người biết phải trái, hắn cũng hiểu được trương dương cũng không có khả năng khống chế được chuyện lần này mà dù sao trương dương nói cho hắn biết tin tức đó là có ý tốt muốn giúp hắn giúp dân chúng trong thôn kiếm chút tiền mọi người để xe lại trước của đình đầu thôn rồi kéo nhau đi bộ lên thanh vân phong tô lão vẫn kiên trì đòi tự mình đi bộ tuy rằng tuổi đã cao nhưng tô lão vẫn đi đứng vẫn rất nhanh nhẹn hoạt bát hơn nữa còn bỏ xa hai gã như văn cường cùng triệu tân vĩ trương dương cùng lưu chuyện khôi thì sóng vai đi ngay phía sau tô lão Lưu truyện khôi cũng biết thân thế của tô lão trong lòng không khỏi thầm kính nể Trương Dương. Lúc trước khi Lý Trường Vũ có quyền có thế, Trương Dương đối tốt với tô lão là điều hiển nhiên. Vậy mà từ lúc Lý Trường Vũ xa cơ thất thế đến giờ Trương Dương vẫn coi tô lão như người nhà, một người tình nghĩa như vậy thực đáng để hắn kết giao. Vừa đi Trương Dương vừa nhắc tới chuyện để con trai hắn lưu đại trụ tới Bắc Kinh làm chân đầu bếp. Lưu chuyện khôi nghe xong cũng không nói gì mà chỉ lấy bao thuốc rút ra một điếu châm hút rồi trầm ngâm suy nghĩ, cả buổi sau mới thấp giọng trả lời, nhà ta cũng chỉ có mình nó là con trai, nếu như cho nó ra ngoài vậy còn ai nối dõi tông đường lưu ra ta nữa. Cái lý do này của lão bí thư chi bộ thực làm người khác phải giờ khóc giờ cười. Trương Dương Tùng tìm cười nói, tay nghề đại trụ tốt như vậy thế mà người cả ngày đều nhốt hắn ở cái thôn bé tí này, vậy chẳng phải phí phạm tài năng của hắn sao. Hơn nữa ta thấy lưu ra ngươi không có cháu thì 8 phần 10 là do phong thủy có vấn đề, Ngươi để hắn theo ta lên Bắc Kinh hấp thu chút long khí, nói không chừng lúc trở về còn cho ngươi thằng cháu đích tôn mập mạp nữa ấy chứ." Tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Trương Dương lại thầm mắng lão già cổ hủ cố chấp, phá vỡ kế hoạch hóa gia đình sinh vài người con gái rồi vậy mà vẫn nhất quyết phải nhoi được thằng con trai mới thôi, đến giờ thì lại cứ bo bo giữ hắn như thần giữ của. Ba tiếng sau đoàn người cũng tới được Tử Hà quan trên Thanh Vân Phong. Cũng phải nói sức khỏe của Tô lão rất tốt cả chặng đường vẫn phăng phăng dẫn đầu, đã thế lại không hề nghỉ ngơi giữa đường lần nào, cứ thế liền một mạch đi bộ từ thôn Thanh Hà thẳng lên từ Hà Quan. Lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa đang ngồi đánh cờ với Trần Sùng Sơn ở ngoài sân, thấy có người tới hai người liền ngừng chơi, đứng dậy qua chào đón. Nhận ra Trương Dương, Trần Sùng Sơn liền vui vẻ cười nói, Trương Dương đó à? Đã lâu không thấy người tới thăm, mà dạo này sao rồi? Công việc ở Bắc Kinh vẫn ổn cả chứ? Trương Dương gật gật đầu thay lời chào hỏi rồi để lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa dẫn tô lão đi dâng hương, còn mình thì theo Trần Sùng Sơn tới gốc cây ở điện thờ phía Tây. Trương Dương thấp giọng nói, bác Trần, bức thư kia cháu đã chuyển cho Đỗ Sơn Khôi như người nhờ, mà thực không ngờ hai người lại là chiến hữu lâu năm. Trần Sùng Sơn đạm nhiên cười cười, cũng là chuyện vài chục năm trước rồi. Mỗi người có một chí hướng, có con đường riêng, mà lâu như vậy rồi, thực ta cũng đã quên bộ dạng hắn thế nào nữa đây cũng chỉ là lời nói đùa của Trần Sùng Sơn mà thôi, chứ đã là chiến hữu vào sinh ra từ nhiều năm thì sao có thể quên đơn giản như vậy được. Trương Dương Tùng tỉm cười nói, đúng rồi, cháu có ảnh chụp gia đình của họ, bác xem đi. Trần Sùng Sơn nhận mấy tấm ảnh từ tay Trương Dương cẩn thận ngắm nghía từng bước một, khóe môi nở nụ cười vui mừng, tốt. Tốt, thấy lão già kia vẫn sống khỏe như vậy là ta cũng yên tâm rồi. Vừa nói Trần Sùng Sơn vừa cẩn trọng cất kỹ mấy tấm ảnh đi. Trương Dương lại nói tiếp, "Bác có quen với Sở Trấn Nam sao?" Trần Sùng Sơn gật đầu, cũng là chiến hữu cũ, hồi trước hai bọn ta đều là cấp dưới của lão Đỗ. Sở Trấn Nam thì có danh là dũng tướng, chỉ có điều tính tình hơi nóng nảy dễ đắc tội với người khác, bằng không thành tựu hẳn còn cao hơn lão Đỗ nữa. Trần Sùng Sơn ngừng lại một chút như để hồi tưởng lại hồi ức đã qua, hồi đó ta với hắn không hợp tính nhau, hắn là võ tướng, còn ta thì miễn cưỡng cũng coi là văn tướng chưa nói được quá ba câu là lại cãi nhau. Hắn không thích bộ dạng trí thức của ta, mà ta cũng chẳng khoái gì cái tính cách lỗ mãng của hắn. Sau cuộc cách mạng văn hóa ta với hắn cũng không liên lạc nữa, vẫn biết hắn đang ở Bắc Nguyên nhưng ta cũng khôn có cơ hội gặp lại. Trương Dương thân thiết hỏi lại, vậy để lúc nào cháu sắp xếp cho hai người gặp nhau, thế nào? Trần Sùng Sơn mỉm cười nói, kỳ thực nhiều lúc chỉ cần để trong lòng là được, mỗi ngày đều gặp cũng chưa chắc đã dài lâu ta đã từng này tuổi đầu cũng chỉ thích được tự do tự tại, sống ngày nào thì chỉ cần biết ngày đó là đủ, hồi ức dù có là vui hay là buồn với ta cũng đều chân quý cả. Trương Dương lặng lặng đứng một bên lắng nghe, những lời của Trần Sùng Sơn thật thâm thúy, nhất thời Trương Dương cũng không hiểu rõ những hàm nghĩa sâu xa trong đó. Tô lão dáng vóc điều tụy nhưng vẫn chăm chú dâng hương từng ban, từng điện một. Lúc này lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa đang giải quẻ cho tô lão. Tuy Trương Dương cũng không biết Tô Lão vừa xin được quẻ gì, nhưng thấy Tô Lão ngồi nghe giải quẻ vẻ mặt khá dạng dỡ, đoán nhầm chắc Tô Lão cũng xin được quẻ tốt. Bốn người như Văn Cường, Triệu Tân Vĩ, Đỗ Vũ Phong cùng Khương Lượng nhàn rỗi không có việc gì làm liền tìm chỗ dâm mát ngồi quây quần đánh tú lơ khơ. Lưu chuyện khôi không có chân đành đứng ngoài xem, nhiều lúc cứ chỉ chỉ trỏ trỏ mách nước làm Đỗ Vũ Phong bực mình liên tục đuổi hắn ra chỗ khác chơi. Lý Tín Nghĩa sau khi giải quẻ giúp tô lão xong liền đi ra vẫy vẫy tay gọi Trương Dương. Trương Dương theo hắn ra bia đình ở đằng xa xa. Lúc này Lý Tín Nghĩa mới hỏi Trương Dương một chút về tình hình An gia bên Hồng Kông. Tuy rằng hắn với An Chí Viễn chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng dù sao cũng là cốt nhục tình thâm. Nghe nói dự án khu du lịch núi Thanh Thai bị tạm ngừng, hắn liền đoán rằng bên phía An gia chắc hẳn gặp vấn đề gì đó. Trương Dương cũng không giấu giếm kể một mạch đầu đuôi chuyện An Gia gặp biến cố cho Lý Tín Nghĩa nghe. Lý Tín Nghĩa nghe xong sắc mặt ngưng trọng, rồi lại thở dài cản thán, oan nghiệt. Đúng là oan nghiệt, không ngờ đời trước gây nhiệt, đời sau phải trả nợ. Là người theo đạo nên hắn cực kỳ tin tưởng vào chuyện thiện ác báo ứng. Trước đây cha hắn An Đại Hồ Tử là thổ phỉ tại núi Thanh Thai này, giết người vô số, tay nhuốm máu đỏ. Ngày hôm nay An Gia bị quả báo cũng là thiện ác báo ứng, không thể trách ai được bởi vì Trương Dương cũng được coi là người trong cuộc nên cũng hiểu được đôi chút. Người khác thì không nói chứ người con thứ tư của An Lão An Đức Nguyên bên Đài Loan chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Trước đây hắn phải rời Hồng Kông là do tình thế bắt buộc, khẳng định không lâu nữa hắn ta sẽ lại quay trở lại Hồng Kông đích thân đòi lại bằng được mối huyết thù diệt tộc này. chương 110, Thân Phận Lúc đoàn người Trương Dương xuống đến thôn Thanh Hà thì cũng đã là 3 giờ hơn, Lưu Đại Trụ đang nấu nước chuẩn bị cơm tối nghe trương dương nói muốn hắn tới bắc kinh làm đầu bếp lưu đại trụ liền vui sướng vạn phần có nam nhân nào mà không muốn ra ngoài oanh oanh liệt liệt gây dựng sự nghiệp cơ chứ trước đây hắn cũng từng nghĩ đến ra ngoài mở một quán cơm nhưng do ông già ngăn cản dữ quá nên hắn cũng đành ngoan ngoãn ở nhà khó khăn lắm mới được cha đồng ý hắn phải nắm thật chắc cơ hội lần này nhớ đâu cha đổi ý thì không biết đời này hắn còn cơ hội được tự do bay nhảy như vậy nữa không trương dương đỡ tô lão về phòng nghỉ ngơi thấy vẫn còn sớm liền gọi điện cho sở yên nhiên. Lần này về Xuân Dương cũng chưa gặp lại cô nàng này, nhưng gọi vài lần máy vẫn báo nàng ta tắt máy. Đột nhiên Trương Dương lại cảm thấy có chút mất mát, trong đầu lại hiện lên dáng điệu tươi cười đáng yêu của sở yên nhiên. Trên phương diện tình cảm từ trước tới giờ Trương Dương đều là tùy tâm sở dục, rất ít khi lo lắng xem chuyện sau này sẽ ra sao. Chỉ từ khi Hải Lan cùng tả hiểu tình xa lánh lảng tránh hắn Trương Dương mới chịu để ý đến con gái thời đại này khác xa với đại tùy triều, các nàng đều muốn độc chiếm tình cảm của mình. thế nhưng trương đại quan nhân lại muốn ôm tất, một người cũng không muốn bỏ. đây cũng là điều trương dương chăn trở suy nghĩ hàng đêm mong tìm ra đối sách vẹn toàn. trương dương đang trầm ngâm suy nghĩ thì cố gia đồng gọi điện tới cắt đứt dòng suy nghĩ. chẳng là cố gia đồng muốn thông báo một tin tốt cho trương dương, tỉnh ủy đã ra quyết định giải trừ xong quy lý trường vũ cũng sắp được thả ra, chỉ có điều tỉnh ủy lại không khôi phục chức phận cũ cho hắn mà chỉ bảo hắn nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Tin tức này là nàng ta lấy từ Hạ Bá Đạt, mà cũng không phải Cố Gia Đồng lấy mà là Hạ Bá Đạt muốn lấy lòng người thân của Cố Bí thư nên đã tự động gọi điện tới báo cho nàng biết. Đây quả thực là tin tức tốt, Trương Dương vui vẻ nói vài câu với Cố Gia Đồng rồi cúp máy, bất kể là sau này Lý Trường Vũ đảm nhiệm công tác gì đi chăng nữa, miễn được thả là tốt rồi, người còn là còn có hy làm lại từ đầu sáng sớm hôm sau lý trường vũ từ trong nhà khách loan sơn đi ra một tháng nay hắn không cắt tóc dâu cũng không cạo lại mặc độc mỗi bộ ba đờ suy cũ mà tổ thanh tra cấp cho trông bộ dạng hắn giờ nhếch nhác vô cùng vác chiếc túi du lịch đựng mấy bộ quần áo cùng đồ dùng hàng ngày lên vai lý trường vũ chậm rãi đi ra cổng nhà khách tuy rằng trông hắn gầy đi khá nhiều thế nhưng ánh mắt hắn lại trở nên kiên định vững vàng hơn xưa ngẩng đầu nhìn ánh bình minh phía hừng đông Lý Trường Vũ tâm tình thoải mái nhoẻn miệng cười rồi lại chậm chậm bước đi. Ra khỏi nhà khách Loan Sơn, Lý Trường Vũ ghé vào cửa hàng bách hóa gần đó gọi điện về nhà. Chu Hồng Mai vợ hắn vừa nghe tiếng hắn liền kêu ầm lên khàn cả tiếng, người còn mặt mũi gọi điện cho ta nữa sao? Ngươi là loại người gì mà không biết xấu hổ thế? Ta muốn ly hôn với ngươi, đơn ly dị ta đã viết sẵn chỉ chờ ngươi về ký tên là xong. Tuy bị mắng chửi nhưng Lý Trường Vũ vẫn thản nhiên không hề tức giận chút nào, để Chu Hồng Mai nói xong, hắn bình tĩnh trả lời lại, "Ta đồng ý, lúc nào về ta liền ký tên." Cúp điện thoại xuống, Lý Trường Vũ lại bấm tiếp một dãy số nữa, nhưng do dự một lại rồi lại đặt điện thoại xuống không gọi nữa, đứng dậy trả tiền rồi ra ngoài bắt một chiếc taxi. Lý Trường Vũ lòng thấp thỏm bấm chuông cửa nhà Cát Xuân Lệ. Một tháng nay hắn bị bắt giữ mọi liên lạc với bên ngoài đều bị cắt đứt, bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn đều không hay biết, hắn cũng không dám chắc Cát Xuân Lệ có bị cuốn vào đợt phong ba này không. Hắn cũng không biết một tháng nay nàng ta có thay đổi tình cảm hay không. Đợi năm, sau mà vẫn không có ai ra mở cửa, Lý Trường Vũ cũng có chút mệt mỏi thả túi đổ xuống đất, thở dài chán nản một hơi rồi móc bao thuốc trong túi áo ba đầu suy ra. Lúc hắn vừa rút được điếu thuốc ra khỏi bao thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng kim loại va chạm nhau. Hắn xoay người nhìn sang thấy Cát Xuân Lệ đang đứng đó, chiếc bình tưới cây bằng nhôm thì rơi trỏng trơ dưới đất. Cát Xuân Lệ mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh thấm trông dáng vẻ tiểu tụy hơn xưa rất nhiều, khuôn mặt trái xoan giờ cũng ngốc hát cả đi. Nàng cắn chặt môi dưới cố gắng kiềm chế cảm xúc lại thế nhưng hai vành mắt đã đỏ sóng lên, hai hàng lệ không cầm được cứ thế lăn dài trên má. Lý Trường Vũ xúc động nhẹ gọi tên nàng, Xuân Lệ. Nghe giọng nói của hắn gọi tên mình, các Xuân Lệ như người tỉnh mộng, chạy ào vào lòng hắn, ra sức đấm vào ngực hắn, bao nhiêu cảm xúc dồn nén không nói được bằng lời, nàng chỉ biết dùng cách này để phát tiết nỗi lòng mình. Lý Trường Vũ vòng tay ôm chặt Cát Xuân Lệ vào lòng, hai vành mắt hắn cũng đỏ sóng lên, miệng thì không ngừng gọi tên Cát Xuân Lệ. Một lúc sau Cát Xuân Lệ không đấm ngực hắn nữa mà cũng vòng tay gắt gao ôm chặt hắn, mặt áp vào ngực hắn không ngừng khóc nức nở. Lý Trường Vũ thâm tình nhẹ giọng an ủi, được rồi. Được rồi, mọi chuyện đều qua rồi, anh đã trở về. Cát Xuân Lệ ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên, em vẫn chờ anh, vĩnh viễn chờ anh. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng hắn, như một thứ gì đó chẹn lấy cổ họng hắn khiến hắn muốn khóc thành tiếng. Lý Trường Vũ càng ôm chặt thân thể mềm mại kia hơn, giọng cũng đã run run, anh sẽ không để em phải đợi nữa. Trương Dương cùng Tần Thanh đang ngồi máy bay trở lại Bắc Kinh. Từ đầu tới cuối Tần Thanh vẫn chỉ chăm chú ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ máy bay. Lý Trường Vũ được trả tự do cũng đồng nghĩa với sự việc về dự án đầu tư núi Thanh Thai kết thúc. Lần này Tần Thanh bị ảnh hưởng ít nhất tuy cũng bị song quy, bị bắt giữ để điều tra thẩm vấn như Lý Trường Vũ nhưng ngoại trừ vụ việc núi thanh thai là ngoại ý muốn ra thì tổ thanh tra cũng không tìm thất bất cứ vấn đề sai phạm trong công tác của nàng, vì vậy nàng mới sớm được thả ra cùng khôi phục lại toàn bộ chức phận. Quả thực chuyện vừa rồi cũng khiến tâm trạng nàng bất ổn không yên, nàng cũng không trở lại cương vị chủ tịch huyện của mình ngay mà dùng một tháng học tập tại trường đảng lần này để điều chỉnh lại tâm tình cho tốt, cố gắng khôi phục lại trạng thái tốt nhất trước kia của mình. Trương Dương cũng biết rõ Tần Thanh không phải là người chỉ có vẻ kiên cường bên ngoài mà nội tâm nàng cũng cực kỳ kiên định, trải qua sự việc lần này không những không làm nàng gục ngã mà ngược lại, đó như một sự thử thách, một sự chui rèn năng lực chính trị của nàng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ còn tiến xa hơn trên con đường làm quan của mình. Trương Dương thả lỏng người tựa lưng vào ghế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tần Thanh vẫn tưởng Trương Dương đã ngủ rồi nên giơ tay gọi cô tiếp viên hàng không, xin một chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp cho Trương Dương. Trương Dương vẫn nhắm nghiền hai mắt, hưởng thụ cái cảm giác được người đẹp quan tâm chăm sóc cho mình. Đâu phải tình yêu là cứ phải nói ra, cứ lặng lẽ êm dịu như thế này mới sâu lắng, mới ra diết, mới ngọt ngào. Thời gian này vì chuyện của Lý Trường Vũ cùng Tần Thanh mà Trương Dương phải chạy vạy khắp nơi. Trương Dương vội vàng như vậy cũng vì hắn đã coi Tần Thanh như lão bà của mình, chỉ còn thiếu mỗi nước bế vào phòng nữa thôi. Còn Lý Trường Vũ thì từ lâu Trương Dương đã coi như người thân. Hiển nhiên Trương Dương tuyệt nhiên không thể dương mắt đứng nhìn bỏ mặc hai người quan trọng với mình gặp chuyện chẳng lành. Trên chính trị, Lý Trường Vũ là người dẫn đường và cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn, bảo vệ hai người bọn họ cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ con đường làm quan của hắn sau này. Thế nhưng Trương Dương cũng không có suy nghĩ sâu xa như vậy, mong muốn giúp hai người bọn họ là xuất phát từ nội tâm, chưa bao giờ Trương Dương nghĩ đến lợi ích bản thân trong đó. Trương Dương chậm rãi mở mắt, phát hiện Tần Thanh đang chăm chú nhìn mình nhịn không được mỉm cười trêu đùa trên mặt ta có nhỏ hay sao mà nhìn đắm đuối vậy tần thanh dịu dàng cười nói ta đang suy nghĩ hình như từ trước tới giờ ta chưa nói hai từ cảm ơn với ngươi trương dương ngồi thẳng dậy nhẹ giọng nói giữa chúng ta cũng phải nói mấy lời đó nữa sao hai hàng lông mi tần thanh hơi cục xuống như đang u sầu điều gì nàng thấp giọng nói trương dương đáp ứng ta một điều nhất định phải chú tâm vào công việc không được suy nghĩ những điều linh tinh nữa những lời này là nàng muốn nhắc nhở hắn và cũng là thỉnh cầu. Nàng nói vậy cũng bởi vì nàng thấy sợ, sợ chính thứ tình cảm đang trỗi dậy trong lòng mình, nàng sợ một ngày mình không còn giữ được mình nữa mà để thứ tình cảm đó lân áp che lấp lý trí. Hiển nhiên Trương Dương sẽ không hiểu được những suy nghĩ, những dự cảm trong lòng tần thanh, thằng nhãi này vẫn vô tâm đùa cợt, căn bản là công việc của ta quá nhàn chán, ta không nghĩ linh tinh những việc khác không được. Thấy Trương Dương vẫn không chịu nghiêm chỉnh Tần Thanh cũng chẳng biết nói gì hơn chỉ lắc đầu lạnh lùng nói, ta hơi mệt, bao giờ tới nơi thì đánh thức ta dậy. Cứ mỗi khi thằng nhãi này lại bắt đầu dở trò trêu ghẹo thì Tần Thanh luôn giả vờ lảng tránh không chịu tiếp chuyện nữa. Thấy Tần Thanh giả bộ ngủ, Trương Dương cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Quan hệ giữa hai người vẫn cứ vi diệu như vậy, Tần Thanh không hề cự tuyệt tình cảm của hắn nhưng nàng cũng không có bất kỳ biểu hiện gì chấp nhận hắn cả. Trương Đại Quan Nhân vẫn hiểu rõ một điều, cách mạng vẫn chưa thành công thì đồng chí vẫn còn phải nỗ lực dài dài. Lúc trở lại văn phòng đại diện thì thấy giữa sân đa dựng cái lán to đùng. Lúc còn ở Giang Thành, cố Giai đồng đã gọi điện thông báo qua cho Trương Dương biết là nàng sắp cho sửa sang lại phòng ốc rồi lắp đặt thiết bị vật tư. Tranh thủ 2 tháng xây dựng nhà hàng nàng cũng bắt đầu khách trương quảng bá danh tiếng cho nhà hàng. Tần Thanh cũng chẳng hứng thú lắm với việc văn phòng đại diện mở nhà hàng, chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi cùng Vu Tiểu Đông về phòng mình nghỉ ngơi. Trương Dương tò mò đi vào công trường xem xét một chút, vừa mới thò chân vào liền bị gã quản đốc đội mũ bảo hộ màu vàng đi tới ngăn cản, hùng hổ mắng lớn, "Vào đây làm gì? Tiểu tử ngươi thích chết lắm hay sao mà vào đây nghịch ngợm? Biết đây là đâu không? Không cẩn thận gạch rơi vào đầu thì ai chịu trách nhiệm?" Trương Dương cười cười nói, "Đây là nhà của ta, ta không thể vào hay sao?" "Có là nhà của ngươi cũng không được vào, an toàn tính mạng là quan trọng. Đi, mau đi ra." gã quản đốc tự tay lôi Trương Dương ra ngoài. Đúng lúc này thì cố dài đồng mặc chiếc áo gió màu hồng đi tới, vừa thấy Trương Dương đôi mắt đẹp liền thoáng qua tia kinh hỉ, nhưng giọng lại hờn trách nũng nịu nói, ngươi về từ bao giờ vậy? Sao không thèm báo ta một tiếng? Trương Dương lắc đầu cười khổ nói, chân trước vừa bước vào nhà của mình thì bị gã quản đốc thiết diện vô tư này đá ra ngoài đây này. Cố dài đồng cười cười giới thiệu, lão Trương, đây là Trương chủ nhiệm của văn phòng đại diện này, ngài mà đắc tội với hắn cẩn thận hắn không trả tiền công cho ngài đâu đấy. Tuy bị chu mấy câu nhưng vị trương quản đốc kia vẫn nghiêm túc trả lời lại, không trả tiền công ta cũng chẳng sao, ít nhất cũng phải biết an toàn lao động chứ. Đội nón bảo hộ vào đi, vừa nói hắn vừa đưa hai cái nón bảo hộ cho Trương Dương và Cố Giai Đồng. Đội nón bảo hộ xong, Trương Dương cùng Cố Giai Đồng theo sau Lão Trương đi vào công trường. Cố Gia Đồng đã cho khởi công xây dựng tu sửa lại kiến trúc phòng ốc cùng lắp đặt thiết bị được vài hôm, chủ yếu chia văn phòng đại diện trước kia ra làm hai khu vực, khu nhà hàng chiếm khoảng 2 phần 3, mà văn phòng đại diện của hắn chỉ chiếm một khoảng nhỏ. Cũng vì lượng khách hàng năm văn phòng tiếp đãi không nhiều nên từng đó cũng đủ để họ sử dụng rồi. Cố Gia Đồng quay sang nói cho Trương Dương biết dự định xây dựng nhà hàng của mình ra sao, Trương Dương cũng không mấy để ý đến vấn đề này, chỉ đưa ra ý kiến là không nên xa hoa quá sao cho thích hợp là được rồi. Cố giai đồng cũng định sửa sang lại cho rộng rãi một chút, đại sảnh có thể chứa hơn trăm người cùng ngồi, ngoài ra còn có 25 phòng riêng lẻ nữa, quy mô như vậy cũng được coi là khá lớn. Phương diện đầu bếp nàng cũng thuê được hai ekip, đầy đủ từ bếp trưởng tới phụ bếp. Tuy rằng tay nghề của Lưu Đại Trụ cũng khá, nhưng do hắn cũng chỉ chuyên về thịt lừa nên cố giai đồng mới để hắn là một phần riêng biệt, coi như là phần đặc sắc riêng của nhà hàng dự án lần này cố Giai đồng cũng khá chú tâm, vừa mới dở bản kế hoạch xây dựng chi tiết to đùng ra để Trương Dương tham khảo bỗng nhiên Trương Dương có vẻ buồn bực nói, chị Giai đồng à, từ lúc xuống máy bay đến giờ em chưa có được hột cơm nào vào đụng đâu đó, có thể tạm dừng chuyện công lại, đi ăn cơm trước được không? Trương Dương nói nàng mới nhớ ra, xấu hổ gượng cười nói, mải công chuyện quá nên ta cũng quên mất người chưa ăn gì, vậy chúng ta ra ngoài ăn đi. Trương Dương chỉ chỉ tay xuống dưới tầng nói, lúc nãy em kêu Tiểu Đông làm cơm rồi. Thôi, ra ngoài ăn cho tiện đi, ở đây bừa bộn lắm. Trương Dương gật gật đầu đồng ý, đang định rủ Tần Thanh cùng đi luôn thì lại nhớ ra tính tình nàng ta, nếu như có người ngoài, để tránh người khác lời ong tiếng ve thì thể nào nàng ta cũng dở cái bộ dạng chủ tịch huyện cao cao tại thượng gia, rồi tìm cách từ chối không đi cho mà xem. Mà nghĩ lại tự dưng lại rủ thêm nữ nhân khác đi, chắc gì cố giai đồng đã thấy vui suy đi tính lại, Trương Dương cũng đành thôi không rủ Tần Thanh đi cùng, quay ra dặn Vu Tiểu Đông mấy lời rằng sẽ không ăn cơm nhà rồi cùng đi với Cố Gia Đồng ra xe. Cũng vì chuyện xây dựng nhà hàng nên Cố Gia Đồng phải ở lại Bắc Kinh suốt, bởi vậy cũng thông thuộc đường xá ở đây hơn. Cố Gia Đồng chở thẳng Trương Dương tới một quán thị dê nướng khá nổi tiếng. Ở đây cũng được một thời gian rồi nhưng Trương Dương cũng chẳng rõ mấy chỗ ăn uống ngon. Chỗ này Trương Dương cũng nghe người khác nói qua nhưng vẫn chưa có cơ hội tới thưởng thức. Quán tuy nhỏ nhưng lại chật kín khách, hai người phải đợt khoảng 10 sau mới có bàn trống. Cố Giai Đồng gọi hai đĩa dạ dày cùng một đĩa thịt dê nướng, rượu cũng chỉ là mao đài loại thường. Bởi vì quán đông khách, lại ồn ào nên hai người phải nói rất to mới nghe rõ được tiếng của nhau. Trương Dương kể sơ lược lại một lượt lần trở lại Giang Thành lần này. Cố Giai Đồng cũng chỉ quan tâm nhất mối chuyện của em trai, may mà kết quả cuối cùng cũng khiến người khác hài lòng, nàng không khỏi liếc mắt trách cứ Trương Dương ngươi cũng nên chú ý tới hắn nhiều hơn, tuy rằng tuổi thì lớn hơn ngươi thật đó nhưng tính tình lại chẳng khác gì trẻ con cả. Trương Dương vừa uống rượu vừa trả lời, ta vẫn em hắn như em vợ, thế nhưng hắn lại chẳng thèm nhận ta làm anh vợ gì cả. Cố Gia Đồng xấu hổ đỏ mặt, lấy đúa gõ gõ lên đầu hắn mấy cái ôn nhu nói, cứ biết hắn là em vợ ngươi là được rồi, cần gì phải bắt hắn nhận ngươi làm anh rể. Thay ta chăm sóc tốt cho hắn. Cố Gia Đồng lại nói tiếp, "Đến giờ ta vẫn không rõ chuyện này cho lắm, tại sao ngươi lại kéo cả Minh Kiện vào vụ gây rối ở nhà hàng Hoàng gia?" "Ngươi đang toàn tính điều gì hà? Cố Gia Đồng vẫn ẩn ẩn nhận thấy là Trương Dương cố ý kéo Minh Kiện vào vụ này. "Có trời đất chứng giám, ta sao lại đang tâm hãm hại em vợ mình như vậy? Chuyện này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi." Cố dài đồng liếc mắt nhìn lại ra chiều như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời Trương Dương nói, từ giờ ngươi cũng đừng dính vào mấy chuyện ở Giang Thành, vấn đề của Lý Trường Vũ đã được giải quyết ổn thỏa, mà ta nghe bác bá đạt nói, tuy rằng bây giờ hắn không được điều đi đâu nhưng không lâu sau tỉnh ủy sẽ sắp xếp công việc cho hắn sau, ngươi cứ yên tâm. Trương Dương khoát tay cười nói, được rồi, ta biết phải làm gì mà. Ta sẽ chăm lo tới nhà hàng, rồi còn cố gắng công tác thật tốt đạt thật nhiều thành tích để còn sớm được thăng quan tiến chức nữa chứ. Cố dài đồng cười nhẹ bĩu môi nói, từ đầu ta đã nhận ra ngươi là một gã mê làm quan, thế nào? Chủ nhiệm văn phòng đại diện tại Bắc Kinh mà vẫn còn chưa chịu thỏa mãn hay sao? Trương Dương nhỏ giọng nói, chỉ có ngươi mới làm ta thỏa mãn được. Cố dài đồng cũng không ngờ thằng nhãi này đứng đắn được dăm ba câu là lại bắt đầu tật xấu, khuôn mặt nàng vì xấu hổ mà lại đỏ lựng lên, cắn cắn môi mắng nhẹ một tiếng, mau ăn nhanh đi, Ta còn đưa ngươi tới chỗ này nữa." Cố Gia Đồng là muốn dẫn Trương Dương tới xem căn nhà mới mua ở khu vườn hoa Hoàng Gia. Chẳng là vì công việc mà gần đây nàng thường phải lên Bắc Kinh suốt, nếu như cứ ở khách sạn mãi thì cũng không tiện cho lắm, tuy rằng văn phòng đại diện của Trương Dương vẫn còn khá nhiều phòng trống, nhưng dù sao chỗ đó cũng nhiều người, nàng cũng không muốn quan hệ giữa hai người bị bại lộ, suy đi tính lại mới quyết định mua nhà riêng trên này. Căn nhà nhà cũng không lớn lắm, chỉ có hai tầng và ba phòng ngủ, tổng cộng chưa tới 150 mét vuông. Trước đây căn nhà này là của một thương nhân người Đài Loan, nhưng vì công việc phải chuyển đến Thượng Hải nên căn nhà vẫn để trống không dùng tới. Cố dài đồng thấy địa lý căn nhà khá thuận lợi cũng khá đầy đủ tiện nghi mà giá cũng chỉ có 50 vạn nên đồng ý mua luôn. Vừa bước vào cửa Trương Dương liền bị choáng ngợp trước sự sang trọng của căn nhà, cứ ngẩn ngơ đảo mắt ngắm nhìn đồ đạc xung quanh. Cố dài đồng ôm chặt cánh tay hắn ôn nhu nói, thích không? Trương Dương gật đầu nói, rất đẹp, cũng không thua kém cấm cung là mấy. Cố Giai đồng cũng hiểu ý hắn muốn nói gì nhịn không được cười nói, ăn nói cản rỡ. Cái gì mà cấm cung, cái gì mà hoàng đế, chúng ta chỉ là dân thường mà thôi. Hoàng đế thì có gì mà không tốt, mùa đông không có lò sưởi, mùa hè cũng chẳng có điều hòa, đến xe bốn bánh cũng chẳng có mà đi. May ra được mỗi cái hậu cung to đùng, tới tận ba nghìn mỹ nữ đẹp, muốn ngủ với ai cũng được, muốn ngủ với bao nhiêu người cũng đều được hết. Lúc này cố dài đồng mới nhận ra tà tâm của hắn tức giận nhéo tai hắn mắng nhẹ, ngươi là đồ lưu manh, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy việc đó, ta thực không hiểu sao chính phủ lại để một gã đại sắc lang như ngươi trà trộn vào đội ngũ cán bộ nhà nước được. Trương Dương đột nhiên cúi xuống bế cố dài đồng lên, bị tập kích bất ngờ, cố dài đồng hét lên chói tai. Trương Dương có chút trột dạ nhỏ giọng nói, nhỏ tiếng chút đi, muốn người khác nghe được à. Cố dài đồng vòng tay ôm chặt cổ hắn cười nói, ai quản chứ? Nơi đây chỉ có hai ta, sẽ không ai biết đâu. Trương Dương ha hả cười lớn làm mặt giữ tợn dọa nạt, vậy thì tha hồ mà kêu, không sợ bị người khác nghe thấy. Cố dài đồng hờn dỗi mắng nhẹ, đáng ghét, đi tắm trước đi. Cần gì, người ta còn sạch lắm. Thôi đi, người ngươi bốc mùi rồi kia kìa, còn không mau đi tắm đi, Trương Dương ra vẻ quang minh chính đại trịnh trọng nói, "Cáu bẩn chỉ là vẻ bề ngoài, tấm thân thuần khiết này ta dành hết cho ngươi mà." Bị Trương Dương trêu đùa suốt, Cố dai Đồng cũng không chịu được nữa nhỏ giọng nói, "Vào phòng đi." "Chỗ này chỉ có hai ta, việc gì phải đi đâu?" "Chỗ nào mà chẳng được." Ánh mắt Trương Dương đầy ám muội nhìn về chiếc ghế sofa đằng xa, năm nay mùa đông tới Bắc Kinh đặc biệt sớm, quá trình tiến hành lắp đặt văn phòng Xuân Dương tại Bắc Kinh tiến hành rất nhanh. Cố Giai Đồng nghe ý kiến của Trương Dương lúc trước, đã thương lượng với kiến trúc sư, lắp đặt theo phong cách đơn sơ giản dị. Về cơ bản là hầu như những thứ quan trọng đã xong, kỳ hạn lắp đặt công trình này cũng rút ngắn, tài chính đầu tư ra cũng giảm tới 1 phần 3. Giữa tháng 11, bàn ghế chỗ ngồi cũng đã xong xuôi, vách tường được ốp tre bằng tre hoặc trúc. Trong sân cũng bài trí tất cả giống như một sân vườn ở nông thôn, bàn đá, guồng nước, giếng nước, ao cá, chuồng gà đoạn mái tre dọc hành lang treo nào là ớt khô, ngô, thịt hun khói, lạp xưởng, đi vào trong sân thực sự giống như đi vào sân một gia đình nông thôn vùng phía Bắc Trung Quốc, hết sức mộc mạc, tự nhiên mà thân thiết. Cái cổng cũng làm lại, giả cổ với gạch xanh đen, tận lực làm cho có dáng vẻ rêu phong cũ kỹ. Về tên của nhà hàng, sau nhiều fan thảo luận, thống nhất cái cái tên cố dài đồng kiến nghị là Nông Gia Tiểu Viện, nguyên bản Trương Dương định tự tay để bảng thế nhưng cố gia đồng cho rằng ở đất Bắc Kinh này, tấm biểu hiệu là hết sức quan trọng danh nhân đề tự chính là một loại quảng cáo vì vậy trương dương nghĩ ngay tới là tuệ chữ là tuệ chữ lúc trước đã từng nhắc tới hiện tại bà cũng đang theo học thư pháp của một vị đại sư thiên chỉ nào đó với quan hệ của trương dương và văn gia hướng bà xin một bức tự khẳng định là chuyện tình rất đơn giản nguyên bản hắn định nhờ văn quốc quyền đề tự nhưng sau ngẫm lại một cái hoạt động làm ăn còn con này mà phiền tới văn phó thủ tướng thì cũng thật có chút không hợp lý vì vậy mới nghĩ tới cái vị thiên chỉ tiên sinh kia. Trương Dương kêu cố dài đồng đi cùng, tới chỗ viện phục hồi chức năng mà Văn Linh tìm gặp La Tuệ Chữ. Vào đông tuy rằng mặt trời vẫn sáng rõ, trời không gợn mây, ánh nắng có thể chiếu xuống mặt đất, nhưng trong không khí chẳng có một chút sức nóng nào. Trương Dương và cố dài đồng đẩy cửa xe bước xuống, ai người đều mặc áo khoác đỏ, thoạt nhìn cực kỳ xứng đôi, cố dài đồng lúc mua quần áo vẫn là chọn hãng là kiểu cách khác nhau, thế nhưng lúc đứng cạnh trông lại vẫn có chút vị đạo một đôi tình nhân, bất quá nơi này là Bắc Kinh, hai người họ cũng không cần phải cố kỵ quá. Cố dài đồng mang đến một bó hoa tươi, đây là để tặng cho Văn Linh. Thân thể Văn Linh vẫn đang phục hồi nhanh chóng, ngoại trừ các biện pháp trị liệu vật lý của Đông Tây Y, Trương Dương vẫn định kỳ kê thuốc để củng cố thể trạng cho nàng, đương nhiên hắn không có áp dụng phương pháp tương đồng như với cố dưỡng dưỡng. Cố dưỡng dưỡng chỉ bị liệt chi dưới 3 năm, có thể dùng nội lực đả thông và dược vật cũng ít hơn, mà Văn Linh thì đã hôn mê tới 10 năm, bắt đầu khôi phục lại từ cơ thể sống thực vật, cho nên tác động vào phải mạnh hơn so với dưỡng dưỡng rất nhiều. Lúc Trương Dương và Cố Giai Đồng đi vào phòng, Văn Linh đang ngồi trên gương, lặng lặng hưởng thụ chút hơi ấm của ánh Dương Dương, hai mắt của nàng nhập thần mà nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng bước chân của khách nhân bước vào cũng không có làm kinh động tới sự tập trung của nàng đối với cảnh vật phía ngoài cửa sổ kia. La Tuệ Chữ và Phùng Ngọc Mai đều đang ngồi ở trong phòng, thấy Trương Dương tới, hai người đều mỉm cười đứng dậy. Hai người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Giai Đồng. Trương Dương còn chưa kịp giới thiệu, Cố Giai Đồng đã hướng La Tuệ Chữ mỉm cười chào hỏi. La A Di, A Di vẫn còn nhớ cháu chứ? La Tuệ Chữ nao nao, chỉ cảm thấy nhà đầu trước mắt này thân phần quen thuộc, nhưng nhất thời trong lúc này không thể nhớ ra được đã gặp ở đâu. Bà có chút áy náy cười cười ta. Cố dài đồng tự nhiên cười nói, 7 năm trước a Di cùng văn thúc thúc tới Đông Giang, cháu và a Di đã cùng đi với viện phúc lợi. Giai đồng, là tuệ chữ kinh hỉ nói, trong ấn tượng của bà thì cố gia đồng này vẫn là một tiểu nha đầu ngây ngô, thật không ngờ bây giờ đã trở thành một đại mỹ nữ xinh đẹp, phong tình vạn trùng, khí chất cao quý như thế này rồi. Cảm thán cố gia đồng thay đổi quá, cũng không khỏi âm thầm cảm thán thời gian trôi nhanh quá. Văn gia và cố gia tuy rằng quan hệ cũng không có quá thân thiết, nhưng gia hương của la tuệ chữ chính là Bình Hải, bà đối với tất cả những gì ở Bình Hải đều rất quan tâm. Nắm được điều đó, cho nên bí thư tỉnh Bình Hải cố dẫn chi đã cấp cho bà một ấn tượng khá sâu sắc. Trong đánh giá của văn quốc quyền thì vị bí thư tỉnh Bình Hải này là một người làm việc tứ bình bát ổn, trong những vị quan chức cao cấp ở quốc nội đích thị là một cao thủ. Đối với chuyện công tác trên chính trị của trượng phu, là tuệ chữ không bao giờ hỏi tới. Người bên ngoài nhìn vào, đằng sau thành công trên chính đàn của văn quốc quyền, là Tuệ trữ là một hiền thê lương mẫu, chẳng hề mưu cầu danh lợi trên phương diện chính trị hay kinh tế nào, trừ khi là trường hợp cần phải xuất hiền, nếu không bà vẫn kiên trì phía sau màn. Đằng sau một năm nhân ưu tú cuối cùng vẫn có một khoảng lặng bình yên cho hắn đó chính là nữ nhân. Cố Giai Đồng cũng rõ quan hệ cậu cha nàng và văn gia chỉ tồn tại trên mặt chính trị, ngoài quan trường gia, hai nhà rất ít khi gặp gỡ. Nhưng Giai Đồng lăn lộn trên thương trường nhiều năm, hiểu rõ quan hệ giữa con người với con người là rất trọng yếu cho nên luôn biết cách lưu lại ấn tượng tốt đẹp cho người khác nàng chỉ khéo léo ăn nói thỏa đáng đối với la tuệ chữ thân thiết mà không hấp tấp khiến cho la tuệ chữ cùng phùng ngọc mai không khỏi sinh ra hảo cảm với nàng cả hai đều có chung cảm giác trên người cố giai đồng có một loại khí chất cao quý mà dịu dàng những nữ tử bình thường khác vô pháp có thể so sánh được lúc trương dương bắt mạch cho văn linh cố giai đồng đem bình hoa đi cắm bởi vì thân thể gầy yếu cho nên đôi mắt văn linh có vẻ rất to nàng hiếu kỳ nhìn giai đồng dù sao ngoại nhân tới đây thăm nàng cũng rất ít cố giai đồng mỉm cười hết sức thân mật văn linh cũng nở nụ cười nói chào ta là văn linh lời nói của nàng bất quá vẫn có chút cứng ngắc ta là cố giai đồng cứ gọi là giai đồng được rồi văn linh mỉm cười gật đầu mỗi một biểu hiện của nàng đều rất khó khăn cho nên thường phải cố gắng thực hiện làm cho thoạt nhìn có vẻ như nàng lo lắng điều gì Trương Dương bắt mạch xong nói, rất tốt, tốc độ khôi phục còn nhanh hơn ta dự đoán một chút. Văn Linh nhẹ nhàng nói, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Đã hôn mê hơn 10 năm, ta hiện tại đã rất tỏa mãn. Ánh mắt nàng một lần nữa lại hướng ra ngoài cửa sổ, biểu tình trên khuôn mặt không một chút dao động. Là tuệ chữ giao nữ nhi cho Phùng Ngọc Mai chiếu cố, bà cùng Trương Dương và Giai Đồng đi tới chỗ thiên trì tiên sinh, là tuệ chữ ngồi ghế sau chiếc bi tổ lục sắc, mỉm cười nói, không ngờ chiếc xe này bên ngoài nhìn thấy nhỏ thế mà bên trong cũng thoải mái thật a. À. Bao nhiêu tiền vậy? Cố Gia Đồng trong lòng nao nao, trong lòng suy nghĩ cẩn thận, nàng lo lắng như ô lại mang đến cho phụ thân một cái không hay nào đó, nhẹ giọng nói, hơn 20 vạn ạ. À. La Tuệ chữ không để ý mà hỏi tiếp, Gia Đồng bây giờ làm gì? Dạ làm kinh doanh ạ." À. Cố Gia Đồng trả lời có chút cẩn thận hơn la tuệ chữ mỉm cười nói quốc gia đề sướng những người trẻ tuổi cố gắng làm giàu giai đồng đích thị là một trong số đó một tiểu phú bà a giai đồng cười nói vận khí tốt một chút tránh mấy thức phiền phức là được thôi ạ à. bất quá cháu ở tại bắc kinh này cũng chưa tính là tư sản được la tuệ chữ mỉm cười không phải giai cấp tư sản nhưng vẫn mua được bito là tốt rồi hơn nữa quốc gia chúng ta không phân chia giai cấp nhận thức của giai đồng có chút lệch lạc a Trương Dương nghe là tuệ chữ và giai đồng đối thoại có phần hiếu kỳ, hắn cười nói giải vây cho giai đồng, hiện tại đang thúc đẩy công nghiệp hàng hải A, ta xem hay là chuẩn bị hẳn một chiếc du thuyền đi cho phù hợp. Cố giai đồng trừng mắt, nói bậy. Là tuệ chữ cười nói, cái miệng Trương Dương thật là càng ngày càng lưu loát A, sau này không biết còn lừa được bao nhiêu nữ hải từ đây. Ánh mắt của bà thực sự là lợi hại, từ biểu hiện của hai người Trương Dương và giai đồng cũng đã nhìn ra được một ít manh mối lại nhớ tới tần thanh lần trước gặp mặt, không khỏi cảm, thán tiểu tử trương dương này thật sự là một loại đa tình. Thanh niên nhân phong lưu một chút thì cũng không có gì đáng nói cả, nhưng mà là một cán bộ quốc gia thì tác phong đó là một vấn đề, cứ như vậy hẳn là không ổn, thậm chí có thể ảnh hưởng tới con đường làm quan của hắn. Dựa theo chỉ dẫn của La Tuệ Chữ, Trương Dương lái xe tới một đình viện nhỏ ở chân núi phía đông nam, đây là nơi thiên trì tiên sinh ở. Bởi vì ở đây rất hẻo lánh, rất ít có người tới, thực sự là ở chốn đô thị phồn hoa rất khó tìm được một mảnh yên tĩnh non nước thế này. Trên mặt đất phủ kín một tầng lá đỏ, đặt chân lên như đi trên thảm xốp vậy, chỉ phát ra tiếng bước chân nhẹ nhẹ, là tuệ chữ đi trước hay người, tay chỉ gian đình viện nhỏ phía trước nói chính là nơi này. Đây là một tòa tứ hợp viện điển hình, cửa viện khép hờ, là tuệ chữ vốn định gõ cửa, nhưng nhìn qua khe hở vào bên trong một chút, mỉm cười đẩy cửa phòng đi vào. Trương Dương và Cố Giai Đồng đi theo phía sau bà, đã thấy một lão nhân dâu tóc bạc trắng đang đứng trong sân đi bài thái cực quyền lão chính là sư phụ thư pháp của la tuệ chữ thiên trì tiên sinh trương đại thần y vốn đối với võ học hiểu rất sâu tuy rằng không có chính thức nghiên cứu thái cực thế nhưng cũng có thể suy luận ra lão giả kia đi quyền thực sự là rất có môn đạo thiên tri tiên sinh này đi quyền trong nhu có cương thư thái tự nhiên phảng phất như hòa thành một khối với thiên địa loại cảnh giới này chỉ có đạt đến mức cao thủ mới có thể xuất ra được người ngoài nghề xem chiêu thức, kẻ trong nghề xem quyền ý. Ba người đều lặng lặng quan sát, là tuệ trữ và cố dài đồng hiển nhiên là người ngoài nghề, hai người thưởng thức chính là các động tác phiêu giật mà thư thái của thiên trì tiên sinh, mà trương đại thần y là người trong nghề tự nhiên là để ý tới quyền ý, chiêu thức liên miên bất tận, quyền ý trong đó cũng lưu chuyển không một chút trở ngại nào, cảm giác trong đó ẩn chứa lực lượng vô tận. Chờ lão tiên sinh đi xong một bài quyền, mặt không đỏ, tâm không đổi nhịp, vẫn khí định thần nhàn đứng đó, lão cũng đã biết mấy người la tuệ chữ đến từ lâu, nhưng vẫn mỉm cười nói, tới lâu chưa? La tuệ chữ cười nói, dạ vừa mới thôi, lần trước con có đề cập qua với sư phụ, hôm nay đưa trương dương tới đây xin chữ. Thiên chỉ tiên sinh gật đầu nói, được, người đi vào thư phòng lấy bút nghiên, giấy mực cho ta. Lát nữa ta sẽ viết cho bọn hắn. La tuệ chữ tuy rằng là phu nhân phó thủ tướng, nhưng thiên trì tiên sinh đối đãi với bà và các đệ tử khác cũng không có khác gì nhau, không có vì thân phận của bà mà có chút bất đồng nào, khiến cho bà làm việc cũng rất tự nhiên chẳng có chút khách khí nào. Trương Dương và Cố Giai Đồng cũng chưa có biết bản họ của Thiên Trì Tiên Sinh, nên đều cung kính chào, lão Tiên Sinh. Thiên Trì Tiên Sinh mỉm cười nói, thanh niên nhân rất có lễ phép a. À. Trương Dương cười nói, thái cực quyền của lão Tiên Lô Hỏa Thuần Thanh, sâu tới mức kỳ tên Pháp chân Nguội, có cơ hội xin được lão tiên sinh chỉ giáo một phen. Thiên chỉ tiên sinh nhìn Trương Dương một chút, tiểu tử, người lý giải quyền pháp chân muội là gì? Nhưng lời Trương Dương vừa nói khiến cho thiên chỉ tiên sinh chú ý, kỳ thực tiểu tử này cũng có chút ý định khoe khoang, quyền pháp và thư pháp đều có chung một điểm, đạt tới cảnh giới vong ngã, đều bàng quan trước nhân sinh. Hai hàng bạch mi của thiên chỉ tiên sinh giật giật, tựa hồ có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, nói thì là như vậy, thế nhưng trên đời này chân chính đạt đến vong ngã có được mấy người. Thiên trì tiên sinh cho rằng tiểu tử này chỉ là nói chúng hai câu nói đầy thâm ý, về phần đạo lý trong đó sợ rằng chẳng hiểu gì. Trương Dương nói, tiên sinh, ta cũng có học qua được một chút gia lông về quyền pháp. Có thể biểu diễn cho người xem không? Thiên trì tiên sinh cười gật đầu. Trương Dương cởi cái áo khoác ngoài đưa cho cố giai đồng, sau đó đi ra giữa sân, chậm rãi đi một chiêu khởi thủ thức của không minh quyền, sau đó là biến hóa đi 72 lộ của không minh quyền. Không minh quyền cùng thái cực quyền nguyên bản đều có hiệu quả tuyệt diệu, quyền pháp tuy rằng bất đồng, nhưng quyền ý lại tùy từng người đi quyền, đôi khi quyền pháp khác nhau nhưng lại vẫn có chung quyền ý. Bất đồng với thiên chỉ tiên sinh chậm rãi thư thái, trường dương gia quyền cương nhu rõ ràng, tiêu sái phi thường, bất quá quyền ý cũng như trường giang đại hải liên miên bất tuyệt, 72 lộ không minh quyền đi xong, không một chút trở ngại ngập ngừng giữa các lộ quyền, dường như là hành văn liền mạch lưu loát vậy. Thiên chỉ tiên sinh càng xem càng chuyện chú, càng nhìn càng thưởng thức, quyền pháp của tiểu tử này không phải ra lông gì cả, mà căn bản đã đạt tới cảnh giới đại gia rồi. Đương lúc Trương Dương chuẩn ra một quyền tối hậu, một chiếc lá phong từ từ rơi vào trong phạm vi quyền phong của hắn. Chiếc lá dường như bị cuốn vào một dòng chảy vô hình, lúc xoay tròn lốc lên, sau đó lại đột một dừng lại, rồi rơi xuống tầm chân của Trương Dương. Một trận gió thổi qua, tự nhiên chiếc lá phong đỏ cuốn theo gió trở thành một chút bụi hồng trong khoảng thời gian này nội lực của trương dương đã hồi phục rất nhiều nội lực sinh ra trong lúc đi bài không minh quyền đã chấn chiếc lá nát bấy thành bụi ánh mắt thiên chỉ tiên sinh sẽ động cả tiếng khen hay lão là thái cực cao thủ từ bài không minh quyền mà trương dương vừa biểu diễn đã nhìn ra tiểu từ này tạo nghệ về võ học tuyệt đối không kém so với chính mình mà lúc tối hậu nhìn chiếc lá phong bị kình phong chấn nát càng có thể khẳng định võ công của tiểu tử này đã đạt đến cảnh giới nhất lưu. Thiên trì tiên sinh đang trầm trồ khen ngợi Trương Dương thì La Tuệ Chữ cũng đi ra, thấy lão tiên sinh và Trương Dương đang ngồi dưới gốc đại thụ, một già một trẻ đang luận bàn vui vẻ, không khỏi lộ ra một nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ Trương Dương này cũng thật không đơn giản, ngày thường vị lão sư này đối với ngoại nhân rất ít khi nhiệt tình như thế, chẳng hiểu tiểu tử kia dụng cách nào là nhanh chóng thu được hào cảm từ lão sư như thế. Cố Gia Đồng đi tới bên cạnh La Tuệ Chữ nói: "La A Di, có cần cháu hỗ trợ gì không ạ?" À? La Tuệ Chữ lắc đầu mỉm cười nói: "Không cần đâu, ta đã chuẩn bị cả rồi." Thiên Chỉ Tiên Sinh nghe được thanh âm của La Tuệ Chữ, ngẩng đầu lên cười nói: "Ta suýt nữa thì quyền, còn phải viết chữ các ngươi nữa." Nông Gia Tiểu Viện, bốn chữ viết trên đại tự đều liền mạch lưu loát, thư pháp và quyền ý của Thiên Chỉ Tiên Sinh đều đạt đến cảnh giới vẹn toàn. Trương Dương nhìn bốn chữ trên bức đại tự âm thầm bội phục, về thư pháp, bút ý hắn chỉ có thể đứng phía sau mà nhìn lưng của thiên trì tiên sinh. Là tuệ chữ củng cố dài đồng thu hồi mấy chữ lưu niệm của thiên trì tiên sinh mà ngắm nghĩa, là tuệ chữ nói, lão sư. Thư pháp của Trương Dương cũng rất không tệ, nhân cơ hội này, người chỉ điểm cho hắn một chút. Trương Dương cuống quýt xua tay, tiên sinh, thật không dám, ta nào dám múa rìu trước mặt lỗ ban chứ, hắn băn bản rất ít biểu hiện khiêm tốn như vậy trước mắt người khác. Thiên chỉ tiên sinh vốn đã rất có hứng thú với Trương Dương cho nên mỉm cười nói, tả tả vô phương, quyền pháp và thư pháp có chung một điểm. Chính ngươi nói như vậy, chắc hẳn thư pháp của ngươi cũng rất không sai. Vừa nói lão vừa ly khai khỏi ghế ngồi, tả, viết, câu đó em cũng chẳng biết phải dịch sao. Ánh mắt của La Tuệ Chữ và Cố Dài Đồng đều nhìn vào những nét chữ mà Trương Dương viết ra, hai người thấy nét bút hắn thoải mái tự nhiên, nét bút rất CPS lực, so với thiên trì tiên sinh cũng chẳng kém, bất quá trong lòng Trương Dương thì rất rõ ràng bản thân so với lão tiên sinh kia còn kém một khoảng không nhỏ. Thiên Chỉ tiên sinh nhìn hai chữ của Trương Dương, trong mắt toát ra biểu tình thưởng thức, với niên kỷ của Trương Dương mà viết ra được nét chữ như thế quả thực là khó có được, bất quá trong đó vẫn còn không ít những nét thiếu hụt, lão thấp giọng nói, người tuy rằng viết hai chữ vong ngã, nhưng ngươi lại không có được như vậy, trong lòng người còn ràng buộc nhiều lắm, hoặc vì danh vì lợi hoặc vì tình cảm không thoát được những điều đó cảnh giới thư pháp của người vĩnh viễn không thể tiến đến cảnh giới vong ngã được lão nói chính xác là chúng ngay tim đen của trương dương trương dương cúi người thật sâu cảm tạ đa tạ lão tiên sinh chỉ điểm đối với nhãn giới của thiên trì tiên sinh hắn vui cảm phục tùng tuy rằng lần này không tự chủ mà đem cả lễ bộ ở thời tùy ra nhưng trước mặt lão nhân này cũng không có quá lạ thiên trì tiên sinh nói trương dương lúc rảnh rỗi tới chỗ ta chơi, nói chuyện thư pháp quyền pháp một chút. Là tuệ chữ cũng thật có chút ngạc nhiên, có thể khiến cho vị thế ngoại cao nhân như thiên chỉ tiên sinh đây coi trọng cũng chỉ có một mình trương dương này. Lần trước trượng phu văn quốc quyền tới đây, lão sư biểu hiện ra cũng không có nhiệt tình như vậy, cũng chỉ có nói chuyện vài câu. Hồi tưởng lại tình cảnh lúc trương dương cứu nữ nhi mình, là tuệ chữ đối với thanh niên nhân này càng coi trọng hơn, trong lòng nhận định tiểu tử này đích thị không phải là một nhân vật tầm thường. Xuất phát từ sự lễ phép và lịch sự, cố giai đồng mời thiên trì tiên sinh tuần sau tới dự lễ khai trương nhà hàng, nhưng đương nhiên vị thế ngoại nhân này đối với mất thủ tục xã giao tầm thường không có hứng thú, cho nên lão từ chối hoàn toàn cũng nằm trong dự định của mọi người. Bất quá khiến cho cố giai đồng mừng rỡ chính là la tuệ chữ rất vui vẻ đáp ứng lời mời của nàng. Nông gia tiểu viện quy mô không lớn, thế nhưng phu nhân của phó thủ tướng tới đây dự lễ khai trương, khiến cho thanh thế của nó trở lên hoàn toàn bất đồng lúc đầu đến đây có chủ nhiệm văn phòng Bình Hải Quách Thụy Dương, chủ nhiệm văn phòng Giang Thành Lâm Bân, cùng các chủ nhiệm khác, những vị huynh đệ này đến đây đều là vì lễ tiết với cấp trên. Ngoài ra còn có chủ nhiệm văn phòng Bộ Tài nguyên Quốc gia từ tự đạt, chủ nhiệm văn phòng Kỷ ủy Trung ương Đỗ Thiên Giã có quan hệ với Cố Giai Đồng và Trương Dương mà tới. Đại diện các công ty thành viên tập đoàn Lam Hải của Cố Giai Đồng cũng tới. Ông chủ của tân cảnh viên Vương Học Hải cùng vợ là Điền Linh và em vợ Điền Quốc Cường cũng tới. Lần khai trương này, Trương Dương và Cố Giai Đồng như nhiên trở thành vai chủ nhà, bọn họ đứng ở công vui vẻ nghinh tiếp khách nhân. Vương Học Hải rất nhiệt tình bắt tay Trương Dương, Điền Quốc Cường cho người mang đến bốn cây phát tài khá lớn tặng cho nhà hàng. Vương Học Hải riêng biệt chuẩn bị một hồng bao lì xi, si. số tiền biếu cũng thập phần cắt tường, 8 vạn 8 tệ. Trên thực tế, trừ một số bạn bàn ra, các đơn vị còn lại đều chuẩn bị một món tiền biếu. Vương Học Hải đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội làm thân với Cố Giai Đồng hơn. Thời khắc cạnh tranh gay gắt, cái bách hóa dệt Đông Giang đang tới, chỉ có quan hệ thật tốt với Cố Giai Đồng mới có cơ hội đánh bại được tập đoàn của Lương Thành Long. Cố Giai Đồng phụ trách tiếp chuyện Điền Linh, Điền Linh làm ở Bộ Ngoại Giao, cho nên trong giáo tiếp quan hệ cũng là một siêu cao thủ. Chỉ có đệ đệ của nàng Điền Quốc Cường lần trước phát sinh xung đột với Trương Dương, nên có chút không thoải mái bất quá hắn nhanh chóng nhận ra vô luận là Trương Dương hay Cố Gia Đồng đều nhất rộng lược và nhiệt tình, cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả, thành ra cũng dần dần tự nhiên lên. Từ Tự Đạt và Vương Học Hải tại kinh thành đều là những nhân vật hàng thái tử gia, rất nhiều người đều nhận ra họ, thế nhưng tâm điểm lại chính là sự xuất hiện của phu nhân văn phó thủ tướng, những người có mặt ở đây đều kinh hãi than không ngớt về mối quan hệ của cố giai đồng, bất quá chẳng một ai biết rằng La Tuệ chữ có mặt ở đây đều là vì quan hệ với Trương Dương. Có thể tạo ấn tượng tốt với phu nhân phó thủ tướng là điều bất cứ ai cũng muốn, bất quá là tuệ chữ hiển nhiên chẳng có ấn tượng gì với mấy người này, tất cả chỉ mang theo một nụ cười hình thức lên mặt, luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả. Bà đi tới chỗ nào, lập tức trở thành trung tâm tại chỗ đó. Đã có người bắt đầu lặng lẽ gọi điện thoại, Quách Thụy Dương là một trong số đó, hắn có mặt ở đây căn bản là lễ tiết với thân nhân của cô Bí Thư mà thôi, nhưng thật không ngờ lại gặp cả phu nhân của văn phó thủ tướng tại đây hắn là gọi điện cho bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính, hai ngày hôm nay Lương Thiên Chính đang công tác tại Bắc Kinh, vẫn đang ở tại văn phòng Bình Hải. Cố giai đồng hợp tác với văn phòng Xuân Dương mở nhà hàng hắn cũng có biết, bất quá hắn không có ý định góp mặt để tránh những phiền phức không tất yếu, hắn đã dặn dò Quách Thụy Dương đừng nói tin hắn đang ở Bắc Kinh cho cố giai đồng. Nhưng là tuệ chữ xuất hiện, khiến cho lễ khai trương này phủ lên một sự thần bí khó hiểu, rất nhiều nhân vật trong thể chế nhạy cảm người được mùi cơ hội, Ngày hôm nay là tuệ chữ xuất hiện ở đây là nguyên nhân gì? Phải chăng bí thư tỉnh ủy Bình Hải cố dũng chi và văn phó thủ tướng có quan hệ không tầm thường. Là tuệ chữ chỉ chào hỏi vài câu với cố giai đồng sau đó vẫy tay gọi Trương Dương. Trương Dương tươi cười, tiêu sái đi tới, làm cho trước mắt tất cả, to tiếng gọi một câu thân thiết là A-di. Nếu đổi lại là người khác, là tuệ chữ nhất định khó chịu với cách xưng hô công khai liều lĩnh đó, nhưng Trương Dương gọi bà như vậy bà lại chẳng có chút phản cảm nào, trái lại lại cảm thấy rất thân thiết. Là Tuệ chữ có một con trai một con gái, nhưng đứa con gái hôn mê 10 năm. Khi tỉnh lại nói chuyện cũng rất ít, chỉ thi thoảng mới nói vài câu, còn con trai Văn Hạo Nam thì như ông cụ non, làm mọi việc tâm cơ đều quá nặng, thường ngày cũng ít nói chuyện. Ngược lại bà cảm nhận được ở Trương Dương sức sống tràn trề của một thanh niên nhân, sự thân thiết tình cảm, bất chi giác bà đã đem Trương Dương coi như con cháu mà đối đãi từ lúc nào. La Tuệ Chữ cười nói, Trương Dương, quán này thiết thế rất không tệ, mang đầy đủ phong vị nông thôn. Bà bảo tài xế mang vào vế đối bà tự tay viết tặng vào, Trương Dương cuống quyết bảo Vu Tiểu Đông nhanh chóng an bài treo lên. Trương Dương cùng La Tuệ Chữ đi vào nông gia tiểu Việt, La Tuệ Chữ dừng lại trước đại môn, ánh mắt nhìn lên tấm biển, bốn chữ thiên chỉ tiên sinh viết đã được mạ đồng, dưới ánh mặt trời rạng rỡ càng phát quang. Cái là Tuệ Chữ quan tâm, tự nhiên thành tâm điểm của mọi người. Lúc này tất cả mới chú ý thấy tấm biển là do Thiên Trì Tiên Sinh, một nhà thư pháp nổi tiếng trong nước viết. Người ta hâm mộ bàn tán càng không ngớt, có thể mời được phu nhân văn phó thủ tướng tới đã khó, xin được chữ của vị Thiên Trì Tiên Sinh kia lại càng khó hơn. Từ đó có thể thấy được Cố Gia Đồng và Trương Dương này còn trẻ nhưng quan hệ ở Bắc Kinh này tuyệt đối không hề tầm thường. Từ từ đạt cùng Cố Gia Đồng, hai nhà có hai thế hệ thân với nhau cho nên tình huống thế nào cũng hiểu rõ hắn biết cố duẫn chi và văn phó thủ tướng không có giao tình gì sâu cho nên đối với sự xuất hiện của la tuệ chữ thì rất lấy làm lạ cho nên nhân một cơ hội nhỏ giọng hỏi cố giai đồng giai đồng a đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp cũng khác mà cái tiểu muội tử này bây giờ cao thâm khó lường thật đó ngay cả phu nhân của phó thủ tướng văn quốc quyền mà cũng mời được tới đây thảo bản lĩnh a cố giai đồng mỉm cười nói người ta tới đây không có liên quan tới ta a đó là vì quan hệ với tiểu trương chủ nhiệm nghe nàng nói như vậy, từ từ đạt không hỏi hiếu kỳ, hắn thấp giọng nói: "Trương Dương bất quá chỉ là một chủ nhiệm văn phòng Xuân Dương nhỏ nhoi, một cán bộ cấp phó khoa, hắn có thể có quan hệ với Văn Gia sao? Ánh mắt không khỏi liếc nhìn Đỗ Thiên Giã phía kia, tràn ngập khó hiểu nói: Văn Gia hình như chỉ có một nữ nhi a. Cố gia Đồng không nhịn được cười: Ta nói từ ca a, người thế nào mà tục tằng thế? Lão nào có quan hệ với Văn Gia phải đi qua dưới váy đàn bà sao?" Nàng nói như thế càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của từ tự đạt, trong niệm lý của đám thái tử gia này, ở Bắc Kinh xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ gì, bọn họ hẳn là phải biết, hoặc không thì là do tin tức đó bị phong bế bởi một thế lực lớn hơn. Từ tự đạt thấp giọng hỏi tiếp, giai đồng, chúng ta không phải là anh em nhưng còn thân thiết hơn cả như thế, đừng vòng vo với ta nữa. Cố giai đồng không tránh được hắn hỏi nhiều, thuận miệng trả lời, hình như bà ta coi Trương Dương như con cháu vậy cố giai đồng chỉ là thuận miệng trả lời thế không ngờ lại cho rằng là đúng thế thật hắn cho rằng la tuệ chữ nhận trương dương là con nuôi lúc vương học hải hỏi hắn từ tự đạt làm ra cái vẻ bách sự thông khinh thường liếc mắt nhìn vương học hải nói vậy mà cũng tự xưng là cái gì nho thương cái điểm ấy mà cũng không biết vương học hải rất khiêm tốn căn bản trước mặt từ tự đạt hắn cũng không có tư cách để kiêu ngạo tự nhiên không ngại mà học hỏi hắn khiêm tốn thỉnh giáo tự đạt ta thực sự là không rõ a à vốn vẫn nghe phu nhân văn phó thủ tướng chẳng bao giờ quan tâm tới những việc như thế này có thể khiến cho bà ấy ra mặt khẳng định là quan hệ rất không tồi a à, người chỉ điểm cho cái lão đồng học này một chút đi từ từ đạt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt biết nhiều hơn một chuyện tức là kiến thức so với khác nhiều hơn một chút nhất là với những kẻ xuất thân cao quý tương đông như thế này thì đó cũng là một chuyện đáng kiêu ngạo từ từ đạt thấp giọng nói trương dương là con nuôi của bà lúc điền linh hiếu kỳ hỏi vương học hải hắn thì thầm vào tại vợ, Trương Dương là con nuôi của văn phó thủ tướng. Qua vài cái miệng truyền nhau câu chuyện đã có chút khác, từ chỉ coi như con cháu rồi trở thành có mẹ nuôi, bây giờ nghiễm nhiên Trương Dương người ta cấp cho một vị cha nuôi, mà vị này là một ngôi sao sáng trên chính đàn quốc nội, rất có khả năng trở thành chủ của quốc vụ viện. Hiện tại trong mắt nhiều người, hình ảnh của Trương Dương đã trở lên bất đồng. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 110